Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi. Phần 1. Sư phụ khỏe không ạ? Tôi khỏe không? Cũng không biết nữa. Cũng không nghĩ mình có khỏe không. Quá nhiều việc và không có thời gian để nghĩ. Bây giờ quý vị hỏi tôi có lẽ một chút không hài lòng với thế giới này. Chán nản, bực bội. Tôi được báo cáo quý vị có vài câu hỏi nên tôi... Dạ sư phụ, ra đây cho quý vị. Thưa sư phụ, gần đây Quốc hội Hoa Kỳ chứng nhận kết quả bầu cử và Joe Biden là người thắng cử trong cuộc bầu tổng thống. Xin sư phụ giải thích tại sao điều này xảy ra, mặc dù tổng thống Donald Trump đã được thiên đàng chỉ định. Quý vị hỏi tôi về kết quả của cuộc bầu cử, đó là nghiệp. Người Mỹ, quý vị biết, quá nhiều nghiệp. Người Mỹ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dù đây là một quốc gia vĩ đại, một quốc gia hàng đầu trên thế giới, nhưng có nghiệp chướng quá nặng. Người Mỹ ăn quá nhiều thịt bò. Và nghiệp chướng rất khó để xóa đi nhanh chóng. Và đồng thời, người Mỹ được gửi ra nước ngoài và khắp mọi nơi để chiến đấu trong nhiều cuộc chiến và ở nhiều quốc gia. Đây cũng là nghiệp chướng lớn cho quốc gia của quý vị. Tôi thật tiếc. Tôi đã cố gắng hết sức. Cảm ơn sư phụ. Quý vị biết tôi đã cố gắng hết sức. Và vì lý do đó khiến tôi gặp rắc rối. Không phải phàn nàn, chỉ bảo quý vị rằng tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Rắc rối bên trong, bên ngoài và nhiều thứ khác. Nhưng thôi kệ, không thể tránh được. Nếu giúp ai hoặc quốc gia nào đó, hoặc một số người nào đó thì nhất định có một số nghiệp từ họ. Nên không thể tránh được. Và tối thiểu ông, Tổng thống Trump, đã tại vị một nhiệm kỳ và ông đã có thể làm một số công việc cho đến nay, nhiều việc của ông. Ông ấy, Tổng thống Trump, có thể làm được nhiều, nhiều hơn nữa. Nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy sẽ thúc đẩy nhiều hơn, ngày càng nhiều điều tốt đẹp và thực sự sắp xếp lại hệ thống quốc gia và thực sự mang lại hòa bình và thịnh vượng hơn cho người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng chẳng may phía bên kia, phía đối lập Thượng Đế, họ đã chuẩn bị quá kỹ. Và lúc này không ai có thể bắt quả tang họ được. Tôi đã bảo quý vị trước đây, khó để chứng minh bất cứ gì, phải không? Ý tôi là có lẽ tôi đã nói trong một hội thảo khác. Cho dù có gian lận hoặc dối trá hoặc lừa đảo, cũng không bao giờ có thể tìm ra. Nó được tổ chức và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi bảo quý vị rồi, không phải lỗi của ai cả. Đó là những con quỷ. Chúng ở quanh nhiều người và thôi thúc họ làm những điều sai quấy, hiểu không? Mọi người đều biết điều đó, ngay cả khi không thể chứng minh. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết. Dù sao tôi cũng biết. Nhưng làm gì đây? Nghiệp quá nặng và những con quỷ tập trung hết sức vào điều đó thôi. Chỉ vào cuộc bầu cử và vào những người dễ tiếp nhận những con quỷ này, bao gồm cả các quan chức cao cấp. Tôi đã rất thất vọng về điều đó và thiên đàng đã làm rất nhiều, nhưng vẫn là nghiệp của con người. Có khoảng hơn 300 triệu người lúc này tại Hoa Kỳ, đúng không? Nên đó là rất nhiều, rất nhiều. Và một số linh hồn đã từng có nhân duyên xấu với người Mỹ về thịt và chiến tranh, họ không buông tha. Vì sự tức giận của họ, lòng hận thù của họ, tất cả áp đảo khía cạnh thiện lành trong linh hồn họ, nên họ không muốn buông tha. Họ muốn trả thù. Họ thực sự muốn hủy diệt Hoa Kỳ. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ quốc gia này. Dù ngài Trump tại vị hay không, dĩ nhiên với Tổng thống Trump thì tốt hơn, vì chấn động lực của ông cao hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cố hết sức và cầu nguyện cho quốc gia của quý vị. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Tôi không có quyền lực chính trị nào, quý vị biết thế. Tôi có thể dựa vào thiên đàng để giúp đỡ. Ngay cả thiên đàng cũng nói với tôi là bầu cử bị gian lận. Ngay cả thiên đàng cũng nói với tôi rằng Trump đã chiến thắng vẻ vang, và tôi biết điều đó. Ông có khoảng 85 triệu phiếu bầu cho ông. Đó là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ mọi người đều biết vì danh tiếng ông đang tăng cao và mọi người đều thích những gì ông làm. Ngược lại, phía bên kia, xin lỗi nếu tôi xúc phạm ông Biden. Nhưng ông đã ra tranh cử tổng thống 2 lần trước đây, mà chẳng đi tới đâu cả.
chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Rồi làm thế nào lần thứ ba, bỗng nhiên phiếu bầu của ông lên đến 80 triệu phiếu. Không làm gì nhiều vào những năm qua khi ông tại vị, hơn 40 năm, 47 hoặc 48 năm. Sự nghiệp chính trị của ông kéo dài 80 năm khoảng đó suốt cuộc đời, ít nhất là 78 năm. Tôi không nghe nói là ông đã làm gì nhiều lắm, như mọi người trung bình khác tại Thượng viện. Rồi đột nhiên ông ra mặt lần thứ ba, hai lần trước không có gì hết, không đi tới đâu cả. Lần thứ ba xuất hiện 80 triệu phiếu, không ai tin được điều đó. Thì dĩ nhiên cả thế giới đều biết điều đó. Thành ra bất kỳ ai có chút thông minh cũng có thể đoán được. Không cần thiên đàng nói với quý vị hoặc nói với tôi. Bản thân tôi mặc dù rất không muốn tham gia hoặc không quan tâm về chính trị, nhưng chỉ tính toán sơ qua thì mình cũng hiểu, phải không? Vì vậy tôi rất tiếc cho Tổng thống Trump và Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi đã bảo quý vị rồi, không phải lỗi của ai cả. Cho đó là gian lận cũng chỉ là do ma quỷ làm, và vì nghiệp của con người cho phép điều đó xảy ra. Thưa sư phụ, trong quá trình chứng nhận, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump phản đối và đột kích tòa nhà quốc hội. Tại sao những người ủng hộ ông lại làm điều đó? Ồ, họ tức giận. Không giận sao? Họ đã cố gắng làm điều đó theo cách khác như ra tòa nhiều lần, và tòa án luôn bác bỏ họ. Hoặc tòa án chỉ làm vài lần cho có lệ và không thực sự muốn làm bất cứ gì để xóa bỏ sự bất công. Tòa án lẽ ra nên hành động, bởi vì nếu đảng kia không làm gì sai thì họ không nên sợ hãi. Họ không nên nỗ lực hết sức để bác bỏ hoặc ngưng vụ kiện bằng những cách khác nhau. Có thể hối lộ hay bất cứ gì đó, quý vị biết chính trị mà. Tôi thật sự chán ngán, thật sự thất vọng khi nói về chính trị. Nhưng làm gì đây? Chúng ta sống trong thế giới này phải giúp những gì mình có thể, ngay cả không có động cơ chính trị. Bởi vì tất cả gắn kết với nhau, người dân toàn thế giới, họ kết nối với nhau. Tất cả các quốc gia gắn kết với nhau, mặc dù mọi người không nhận ra điều đó, nhưng chúng ta phụ thuộc vào nhau về thực phẩm, an ninh, về nhiều thứ vật chất cần thiết trong thế giới này. Vì xây dựng hoặc vì tình hữu nghị, vì sự kết nối nhân loại, tất cả, và chính trị nữa. Nên dù sống trong thế giới này như một người tu hành, cũng không thể tránh được. Đôi khi quý vị phải can dự về mặt chính trị. Mặc dù không người tu hành nào thật sự thích bất cứ gì về chính trị. Chính trị thật đáng sợ và vô cùng phức tạp. Tôi cũng đọc bản tin mà quý vị đã hỏi tôi liên quan đến câu hỏi này. Tôi đã xem một ít và nghĩ, trời ơi, đáng sợ thay. Thật đáng sợ, và làm sao có thể thậm chí là bất cứ tổng thống nào hoặc một tổng thống tốt. Tổng thống xấu không quá phức tạp, chỉ cần bịt miệng mọi người, bỏ tù họ hoặc gì đó, đe dọa họ. Và sau đó mọi người chỉ không dám làm nữa. Nhưng là một tổng thống tốt rất khó. Giống như một người tu hành tốt, nếu quý vị lặng lẽ tu ở nhà, tự mình tu, tu cho bản thân, thì không ai làm phiền quý vị nhiều. Nhưng nếu trở thành như một nhân vật hàng đầu, như minh sư hoặc gì đó, thì trời ơi, rất nhiều công kích. Điều này không có gì mới mẻ đối với tôi trong cuộc đời thôi. Tôi trải qua nhiều thăng trầm, tương tự như trong lĩnh vực chính trị. Tất nhiên có khác, nhưng tương tự. Tương tự theo một cách nào đó rằng người ta cố dìm quý vị, cố bôi nhọ thanh danh của mình và tìm cách buộc tội mình một cách vô cớ hoặc không vì gì cả. Đủ thứ danh hiệu xấu và đủ loại chướng ngại sẽ cản trở quý vị. Đó là cái giá phải trả nếu muốn giúp thế giới, bởi vì thế giới đầy nghiệp chướng. Rất ít có thể giúp họ được chút nào. Thật ra như Kinh Địa Tạng nói rằng, mọi việc nhỏ mình làm, mọi động niệm nhỏ trong đầu mình đều là tạo nghiệp. Không nói về nghiệp nặng như giết người và giết động vật. Và quý vị có thể thấy đó. Thật ra không phải tất cả những người ủng hộ ngài tổng thống đã làm điều đó. Tôi đọc trên bản tin rằng hơn 90% người ủng hộ ông bình tĩnh và yên lặng ở bên ngoài. Chỉ một số người vào trong thôi, có thể là mười mấy người. Nhưng tất nhiên quý vị hiểu rằng trong mỗi nhóm chắc chắn là có một số năng nổ hơn,
nóng nảy hơn. Mặc dù họ không muốn làm bất cứ điều gì, họ không có bất kỳ vũ khí nào, dù sao họ không có bất cứ gì. Và một phụ nữ đã bị bắn chết. Cô ấy không có vũ khí. Và rồi có thể một hoặc hai trong số họ đã bị kích động trong lúc nóng giận sau tất cả thất vọng này. Vì đôi khi trước đây cũng vậy. Những người ủng hộ Tổng thống Trump họ đã phản đối, nhưng họ không bao giờ làm bất cứ điều gì. Đa số là từ phía bên kia, như các nhóm Black Lives Matter hoặc Antifa. Và có lẽ một số nhóm khác, đa phần là họ làm. Không phải họ đều kích động và bạo động, nhưng có vài người làm, và đó là lý do mà cả nhóm bị mang tiếng xấu. Như những người ủng hộ Tổng thống Trump đã làm gì đó trong tòa nhà quốc hội hôm nọ. Chỉ cần vài người kích động một số người khác thì họ làm theo. Dù ngài Tổng thống không bao giờ yêu cầu những người ủng hộ ông làm bất cứ điều gì, ông luôn bảo họ phải ôn hòa, đừng trúng kế của họ. Hãy ôn hòa, chúng ta phải ôn hòa. Ông nói hãy về nhà, bình an, đừng bị trúng kế kẻ địch. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi phần 2. Và ai biết được, có lẽ đó không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Có thể đó là nhóm khác trà trộn vào, một hoặc hai người chỉ để gây rắc rối, chỉ để Tổng thống Trump sẽ không có cơ hội nữa. Cho dù một số người ủng hộ Tổng thống Trump cũng vào đó với họ, thì có phải bởi vì họ bị kích động bởi những loại người này không? Và rồi họ nói, được, quý vị đúng, đúng rồi, chúng ta hãy làm thôi. Rồi họ đều cùng đi vào, nhưng chỉ một số ít, không phải tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump, bởi vì ông bảo họ hãy ôn hòa. Cho đến nay họ cũng đã từng biểu tình, bởi vì có hai phe biểu tình, một phe của đảng Dân Chủ biểu tình, và những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã biểu tình trước đó, nhưng họ là những người đã bị đánh đập hoặc phục kích. Tôi đọc trong bản tin như họ biểu tình ôn hòa cả ngày, cho đến tối, khi hầu hết họ đã về nhà, chỉ còn lại một số. Một số người ủng hộ Tổng thống Trump sau cuộc biểu tình, họ đi vào nhà hàng để ăn, thì phe kia phục kích họ và đánh đập họ. Nhưng nực cười thay, vào lúc đó, tôi không nghe thành viên đảng Dân Chủ nào lên án điều đó cả. Họ lên án những người ủng hộ Tổng thống Trump bất kỳ lúc nào. Điều này không công bằng. Bảo quý vị biết, rất đáng sợ. Chính trị quả đáng sợ. Thật ra tôi rất tiếc cho ông Trump. Nhưng tốt là ông được nghỉ ngơi. Chao ơi, thật đấy. Tốt cho ông. Nhưng dĩ nhiên không tốt lắm cho Hoa Kỳ. Có thế thôi. Vậy tôi trả lời câu hỏi rồi chứ. Bởi vì tôi có lẽ đã đi quá xa rồi. Tôi đã trả lời đầy đủ phải không? Dạ dân thưa sư phụ. Tôi vô cùng. Tôi cảm thấy thế giới này quá đáng sợ. Sau khi đọc tất cả tin đó và tôi thấy tất cả điều đó, mọi người chỉ buộc tội ông Trump và những người ủng hộ ông. Và họ quên rằng cách đây không lâu, bao nhiêu năm qua, năm vừa qua, năm 2020, có biểu tình khắp nơi và bất cứ lý do gì. Và phía đảng Dân Chủ, ngay cả những đối thủ hàng đầu cũng chẳng hề nói một lời nào. Không hề lên án những người đó, mặc dù có người thiệt mạng, bị thương và chịu đau đớn. Họ không lên án mà thậm chí còn quyên tiền để cho mấy người đó được tại ngoại. Hầu tra nữa chứ. Bà Kamala rồi còn ca ngợi mấy người đó nữa. Nếu không khích lệ thì ca ngợi mấy người đó như anh hùng hoặc tuyên dương họ. Nếu không thì ngay cả chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi phải không? Khi người ta hỏi ý kiến của bà về những sự bạo động này trên khắp quốc gia, bà chỉ nhún vai nói, người ta làm gì thì làm thôi. Nhưng bây giờ, cho dù những người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình, thì họ lên án khắp nơi, muốn phế truất Tổng thống Trump, cho dù ông không làm gì cả. Ông không bảo họ làm gì hết. Thật ra, ông bảo họ điều ngược lại. Họ buộc tội ông tùm lum cả. Ôi trời! Ồ, thế giới này thật đáng sợ, nhất là thế giới chính trị. Tôi thấy rất xấu hổ cho mấy người làm điều bất công.
Ý nói dù thắng hay thua cũng không thể không công bằng. Vẫn phải là người quân tử. Là một kẻ thua cuộc tồi tệ thì không xứng đáng với phẩm giá của mình. Nếu là nhà lãnh đạo của quốc gia và là người thua tồi tệ hoặc chỉ tìm cách buộc tội đối phương thay vì tự kiểm thảo chính mình và phe của mình thì không xứng đáng làm nhà lãnh đạo quốc gia. Và họ không thấy xấu hổ. Ngay cả khi đọc, tôi còn thấy xấu hổ. Sao loại người như vậy có thể tồn tại trên thế giới này? Và không ai nói gì cả, không ai làm gì cả, bởi vì họ ở trong địa vị có quyền lực. Và họ thậm chí buộc tội mấy người kia là những kẻ khủng bố này kia, mà không nhìn vào hành động của họ và ý kiến của họ trước đây, trong những kỳ bầu cử khác, hoặc trong thời gian đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Họ cũng làm nhiều điều tương tự như vậy. Đã có vụ chiếm tòa nhà quốc hội trước đây, những người ủng hộ Tổng thống Trump không phải là những người đầu tiên. Đảng Dân Chủ cũng đã làm vậy. Kiểm tra rồi cho tôi biết. Và rồi muốn làm điều này điều kia với họ và muốn phế truất Tổng thống Trump ngay lập tức này kia. Nếu không thì luận tội ông lần nữa. Luận tội ông lần nữa. Bất kỳ lúc nào họ cứ luôn muốn luận tội ông ấy. Vậy tại sao họ không luận tội chính họ đi? Có nhiều điều mà họ làm còn tội lỗi nhiều hơn nữa. Tổng thống Trump không làm bất cứ gì như thế như những gì họ làm. Tôi như sôi sục lên bên trong bởi vì người dân Hoa Kỳ, chỉ riêng dân Hoa Kỳ không thôi, đang chết tới hàng ngàn người mỗi ngày, nhiều hơn bao giờ hết, và họ có quyền lực để thay đổi điều đó. Nhưng họ lại dùng mọi năng lực của họ chỉ để trả thù nhỏ mọn đối với ông Trump và đưa ra những đạo luật dớ dẫn như đừng gọi mẹ là mẹ. Thế thì mình gọi mẹ là gì? Thí dụ vậy. Tất cả sự lãng phí này dùng tiền của người dân đóng thuế như vậy để bầu cho những loại người này. Nếu mình không thể gọi mẹ là mẹ, thì chúng ta có thể làm gì khác trong thế giới tự do này? Nước được gọi là quốc gia tự do. Thật buồn cười, kỳ quặc, hoàn toàn lố bịch, vô dụng, phí tiền và thời gian, và còn hại dân nữa. Nhắc tôi nhớ lại thời Chúa Giêsu khi họ giết Ngài và tha thứ cho kẻ tội phạm. Trời đất ơi, đã hơn 2.000 năm rồi mà chúng ta kiểu như đi thụt lùi hay sao vậy? Đáng lẽ bây giờ chúng ta phải văn minh hơn chứ? Tôi cảm thấy tiếc cho ông Trump. Tốt là ông ấy cũng được nghỉ ngơi. Thôi đừng bận tâm, quên đi. Nghiệp nặng của nước Mỹ. Ông đã làm hết sức mình rồi và chúng ta cũng đã làm hết sức để giúp những gì có thể rồi. Bởi vì quý vị thấy bao nhiêu người bỗng nhiên chống lại ông, hoặc dù sao đã chống lại ông. Quý vị thấy đó, lúc hoạn nạn, khó khăn, sẽ biết ai là bạn của mình, ai là bằng hữu chân thật của mình. Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng ta nói đường dài mới biết ngựa hay, và thức khuya mới biết đêm dài. Nếu quý vị ở bên ai đó một thời gian dài, thì sẽ nhận ra người đó có phải là bạn trung thành của mình hay không. Bây giờ tất cả bộ mặt thật lộ ra. Cũng tốt cho Tổng thống Trump để học một số bài học xấu. Ông là một người hơi ngây thơ, mặc dù ông đã có tuổi và dày dặn trong kinh doanh. Nhưng ông không thông thạo lắm về tâm tính con người, bởi vì ông là người tốt, là người tốt. Dù ông thắng hay thua, bảo quý vị rồi, chúng ta vẫn cảm ơn ông. Thành ra tôi bảo quý vị làm một chương trình về ông ấy, để mọi người biết ông thật sự là vị tổng thống tốt. Ông là vị tổng thống tốt, ngay cả đến phút cuối cùng khi ông thậm chí không biết mình có thể tiếp tục làm tổng thống không, ông vẫn làm trung gian hòa bình. Gửi người đi giúp ông trung gian hòa bình ở các quốc gia khác. Và rồi ông đã ký đạo luật bảo vệ các cô bé gái không bị cắt bộ phận sinh dục để dừng lại hủ tục tàn nhẫn vô nhân đạo này đối với các bé gái. Mặc dù ở Hoa Kỳ, một số người vẫn giữ hủ tục đó. Ông đã ký luật ngay lúc này. Và tôi hy vọng rằng nó có ảnh hưởng quốc tế để không bao lâu chúng ta không còn quấy nhiễu các bé gái như vậy nữa. Đồng thời cũng không cắt bao quy đầu các bé trai nữa một cách tương tự. Thật kinh khủng, thật tàn nhẫn. Tưởng tượng đó là quý vị. Tưởng tượng quý vị bị như vậy. Quý vị thật bất lực khi mình là một em bé hoặc đứa trẻ. Quý vị không thể làm gì cả. Họ chỉ làm vậy với quý vị, chỉ như thế đó. Không cần biết quý vị có đau đớn và chết không. Nhiều em bé chết vì việc đó.
Ồ, nếu nói về chủ đề này, tôi sôi sục bên trong. Thế giới này là địa ngục. Thảo nào họ không thể có tổng thống tốt được lâu. Đó là lý do. Đó là lý do ông không được chấp nhận nữa. Dù sao quý vị biết điều đó. Từ khi ông trở thành tổng thống, mọi người cứ chỏ mũi vào ông, và thậm chí chỉ một mình ông thôi. Sao có thể như thế? Hàng trăm triệu người chỏ mũi vào ông, ngay cả công dân quốc tế nữa, bởi vì ông mới lạ. Ông không được chỉnh sửa và huấn luyện về chính trị như tôi nói trước đây. Có lẽ Tổng thống Trump nên làm như ông Biden, như trong buổi vận động công chúng, chỉ việc đẩy một thiếu nữ nào đó hoặc nắm lấy tay cô ấy và nói: "Này cô bé, đừng giỡn với tôi." Hoặc gọi ký giả đứng đắn nào đó: "Ngựa con một mánh." Đại khái như thế, vân vân. Rồi có lẽ người ta sẽ bầu cho ông Trump lần nữa. Ý tôi nói có lẽ người ta sẽ chấp nhận ông lần nữa. Bởi vì làm như vậy có hiệu quả. Ông Biden làm vậy và thành công, phải không? Và còn hay hơn nữa, và làm kinh doanh bí mật với Trung Quốc và Ukraine. Và đủ thứ như thế. Ông mới lạ và ông không có kinh nghiệm chính trị nào hết, nhưng họ chọn ông ấy. Có lẽ một số người cảm nhận ông là người tốt, cho nên đề bạt ông, và rồi ông thắng. Sau đó mọi người không thích điều đó, nhất là phe đối lập, bởi vì ông mới lạ, không nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, nhưng ông làm mọi việc mau lẹ. Ông quyết định nhanh và ông thành công trong mọi việc ông làm. Và ông làm cho Hoa Kỳ tốt hơn, nên dĩ nhiên có đầy rẫy ganh tị và thù ghét. Như vậy thì quý vị có thể tin tôi là ông được bảo vệ cẩn thận cho đến nay, bằng không ông đã tiêu tùng. Ông đã nói trước đây, phải không? Quý vị không cần phải tin tôi, chỉ cần tưởng tượng rồi quý vị sẽ hiểu lời tôi nói. Tất cả năng lượng xấu này dùi dập ông suốt những năm qua, từ khi ông trở thành tổng thống. Ngay cả một chút trước đó và bây giờ vẫn còn, cho tới phút cuối khi ông mãn nhiệm, sắp sửa rồi. Thế mà họ vẫn buộc tội ông, hoặc thật sự làm thanh danh ông xuống đến tận cùng. Tôi thật sự cảm thấy ghê tởm, cảm thấy con người thật đáng khinh, không biết dùng lời nào để bày tỏ hết được. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi, phần 3. Khi người nào đó đã ngã xuống sàn rồi, mình không đánh họ nữa. Đó là quy tắc của quân tử trong võ thuật và trên chiến trường. Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi nói vậy, không đánh người ngã ngựa. Họ đã ngã xuống rồi thì quý vị không tiếp tục đánh hoặc đá nữa, bởi vì đó không phải là cách cao thượng của người quân tử trong võ thuật. Nhưng những người này họ tiếp tục dùi dập ông, và họ buộc tội ông đã kích động bạo lực. Ồ, đây là một trò cười của tất cả thiên địa. Trời ơi, người ta không biết xấu hổ sao? Hoặc chỉ vì danh lợi, làm mù lý lẽ và đầu óc của họ. Đó là những gì tôi đoán. Mặt khác, ma quỷ đã ảnh hưởng họ quá nhiều, làm họ trở thành như thế. Tôi thấy trên bản tin, trên đài Fox News, họ kiểu như thu thập tất cả những điều mà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã từng nói suốt những năm qua về Trump. Những điều hung bạo. Ngược lại, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói những điều hung bạo như vậy về bất kỳ ai. Vậy, quý vị hỏi ý kiến của tôi. Đó, quý vị có đó. Tôi muốn tất cả họ biết, đừng có xóa. Tôi không sợ họ. Tôi sợ. Ý nói là tôi cảm thấy đây là một thế giới đáng sợ, nhưng tôi không sợ. Không gì có thể nguy hiểm hơn là làm một minh sư. Một minh sư thật sự, đó là nguy hiểm lớn nhất mà mình nhận lấy rồi. Tôi muốn họ suy ngẫm bên trong chính họ và cảm thấy một chút xấu hổ. Thật ra cảm thấy rất xấu hổ là một nhà lãnh đạo quá hung bạo suy nghĩ như thế. Bất cứ gì quý vị nghĩ bên trong sẽ đi ra thành lời nói. Và rồi nếu họ hung bạo như vậy, họ không có quyền gì cả. Bất cứ quyền gì để buộc tội Tổng thống Trump bất cứ lúc nào. Được rồi, tôi có thể nói mãi bởi vì tôi vô cùng thất vọng, rất giận trong lòng khi thấy bất công này bao nhiêu đối với một người tốt. Những người này có lẽ họ đang cười bây giờ, nhưng họ có lẽ sẽ không cười khi họ đối diện Thượng Đế, nếu họ thậm chí có một cơ hội để đối diện Thượng Đế.
Thưa sư phụ, bây giờ Tổng thống Trump đã chấp nhận ông Biden thắng cử. Sư phụ nghĩ gì về điều này ạ? Tôi nghĩ gì ạ? Tôi lo sợ. Tôi lo sợ cho quốc gia của quý vị và cho thế giới. Ngày càng thoái bộ. Tôi hy vọng là không thoái bộ quá nhanh. Kiểu lãnh đạo này làm sao có thể lãnh đạo quốc gia? Nhất là Hoa Kỳ, đáng lẽ phải là quốc gia hàng đầu trên thế giới. Và lại có kiểu lãnh đạo này. Tôi không hối tiếc khi nói điều đó, nhưng tiếc cho quốc gia của quý vị. Ý nói là cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ gì hả? Tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ là hoàn toàn không công bằng, và đã bảo quý vị trước đây rồi là không công bằng. Nhưng cách họ hành xử, dù không công bằng hoặc gian lận, cũng đủ xấu rồi. Cách họ hành xử ngày nay. Tôi nhìn vào bản tin từ Fox News, và họ đã thu thập tất cả những lời nói, tất cả bài nói chuyện hung bạo của họ, và tất cả mấy thứ đó, và tất cả sự ngược đãi với những người ủng hộ Tổng thống Trump. Tương phản với cách họ đối xử với người khác mà có bạo lực trong nhóm nào đó. Họ thật sự kiểu như không trừng trị hoặc chỉ bỏ qua cho mấy người đó hoặc khuyến khích hay ngay cả ca ngợi họ để họ có thể tiếp tục mãi mãi. Tại sao? Chỉ để gây rắc rối cho Tổng thống Trump. Họ rất vui để làm bất cứ điều gì. Tôi không tôn trọng mấy loại người này, xin lỗi. Cho dù họ đang ở trong địa vị cao nhất trên thế giới, tôi cũng không tôn trọng. Mà ngược lại, tôi nghĩ người ta sẽ khinh thường mấy loại người này, nhất là trong vai trò lãnh đạo. Lúc nào cũng vậy, có lẽ còn buộc tội người khác nữa. Cũng như ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi nói vừa ăn cướp vừa la làng. Tên trộm đang cướp của ai đó mà... Rồi cứ la làng, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Hắn là tên trộm cướp của người khác, thế mà cứ la làng, làm ồn ào và đánh trống qua cửa sấm. Nghĩa là có sấm sét và không muốn nghe sấm sét nên gây ồn ào bằng cách đánh trống để che lấp. Và khi đang cướp của người khác nhưng lại than vãn và la làng như thể mình là nạn nhân. Nên người ta hoang mang, không biết ai là ai, không biết ai là nạn nhân. Loại hành vi này tương tự như thế. Tôi không muốn nói nhẹ nhàng nếu họ không xứng đáng. Thưa sư phụ, ngài có thông điệp nào gửi đến Tổng thống Donald Trump không? Có. Trước hết, cho công chúng, từ đáy lòng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến người dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về sự cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Gửi đến tất cả gia đình không ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện này và đến công chúng rằng các linh hồn đã chết quang, đã trở về nhà thật sự của họ trên thiên đàng, mãi mãi tự do. Cảm ơn sư phụ. Tôi hứa bằng danh dự của tôi. Và bây giờ là dành cho Tổng thống Trump. Thưa ngài Tổng thống, đừng quá buồn. Ngài cần, ngài xứng đáng, nghỉ ngơi bây giờ, thoát khỏi mọi sóng gió đã xảy ra trong cuộc sống thuộc nhiệm kỳ Tổng thống của ngài cho đến nay. Và thời gian sẽ xoa dịu. Thời gian sẽ giúp ngài chữa lành mọi vết thương sâu đậm đã gây ra cho ngài, cho tâm trí ngài và cho an bình của ngài. Bởi chính những người ngài đã tin cậy như bạn bè, gia đình, thân nhân, đồng nghiệp và đồng chí trong lý tưởng của ngài. Và những người được cho là những ngòi bút và tiếng nói của công lý và sự thật. Thế giới vẫn còn đầy rẫy những người thông minh, trí huệ và công bình. Họ biết sự thật đằng sau mọi mánh lới, mọi điều xảy ra trong thế giới của ngài. Thưa Tổng thống Trump, ngài đã làm việc thật thán phục và tuyệt vời với địa vị Tổng thống và nhà lãnh đạo của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà chưa bao giờ có ai hy vọng làm được. Và ngài đã cố gắng hết sức, cả thế giới đều biết điều đó. Hãy yên tâm, thưa Tổng thống. Những người đã từng hại ngài, hãy tha thứ cho họ. Tha thứ cho tất cả, thưa Tổng thống. Chúng tôi biết ngài sẽ làm vậy, vì trong tâm, ngài chỉ biết tình thương và hòa bình. Tôi rất lấy làm buồn. Tôi rất lấy làm tiếc vì... Tôi rất buồn vì những gì ngài đã trải qua. Thưa ngài Tổng thống, những người đã đối xử bất công với ngài. Xin lỗi, tôi quá xúc động. Và hại ngài, hãy tha thứ cho họ. Họ quên rằng cuối cùng rồi chúng ta đều sẽ đối mặt với Thượng Đế và phán xét của Ngài. Nhưng Ngài, thưa Tổng thống Trump,
Ngài mãi mãi là vị tổng thống yêu dấu trong lòng của tất cả người dân trên thế giới, không chỉ ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngài là vị tổng thống của dân, và địa vị tổng thống này không ai có thể phủ nhận, vì địa vị đó sẽ đi vào lịch sử và không ai có thể tước đoạt từ Ngài. Thượng Đế thương Ngài, mọi người thương Ngài, và Thượng Đế gia trì Ngài, thưa Tổng thống. Sư phụ đã được tán dương và công nhận bởi nhiều tổng thống Hoa Kỳ, thưa sư phụ, một nhân duyên tốt lành như vậy, với Hoa Kỳ bắt nguồn từ đâu? Tôi không có thời giờ để kiểm tra. Phải vào hồ sơ ở Cassick. Đôi khi tôi biết liền, đôi khi nếu cần tôi phải đi đến đó. Có lẽ do có nhân duyên tốt, thứ nhất. Thứ hai, có nhiều nhà siêu linh ở Hoa Kỳ, họ có thể thấy ai là ai. Nhưng đôi khi siêu linh của một phe thắng và siêu linh của phe kia không thắng, bởi vì họ dùng các phương pháp khác nhau và cộng với nghiệp của quốc gia, cho nên không quan trọng. Vấn đề là lực lượng đen tối trong thế giới này đôi khi dường như mạnh hơn, bởi vì nghiệp của con người. Nghiệp giúp thúc đẩy. Không ai có thể thành công trừ khi có nghiệp củng cố sự việc đó, làm cho nó mạnh mẽ thêm lên. Và cộng nghiệp cũng có thể thúc đẩy các sự kiện xấu hoặc tốt xảy ra. Thành ra tôi vẫn bảo quý vị, không phải lỗi của ai, cho dù tôi đang sôi sục bên trong. Chỉ là sự bất công của sự việc làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi có thể có nhân duyên tốt với Hoa Kỳ, và ngoài ra cộng với những người có khả năng ngoại cảm này, họ sẽ cố vấn cho chính phủ. Một đệ tử của tôi cũng có khả năng ngoại cảm, nói rằng nhiều nhà ngoại cảm khuyên một số nhà lãnh đạo chính phủ rằng họ nên đối xử tốt với tôi bởi vì sẽ tốt cho quốc gia của họ. Có lẽ cũng như thế này. Để tôi xem có thể cho quý vị biết không? Có lẽ được. Trước đây lâu rồi, khi tôi chưa nổi tiếng lắm, tôi chỉ có một vài đệ tử thôi. Và không có nhiều việc phải làm, cũng không lo lắng nhiều, và chỉ có một chút nghiệp nhỏ của đệ tử dễ lo liệu, không như bây giờ, có cả thế giới. Và rồi một ngày kia tôi có một thể nghiệm, ý là nói chuyện với thiên đàng này nọ. Họ nói tôi có nhân duyên với một số quốc gia, thật ra với nhiều quốc gia, nhưng kiếp này tôi có thể chọn một quốc gia để hỗ trợ. Rồi họ đưa tôi danh sách các quốc gia, tôi có thể chọn một quốc gia. Và rồi tôi cứ suy nghĩ, tôi suy nghĩ về kịch bản đó, suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Tôi nói, ồ, tôi muốn hỗ trợ tất cả các quốc gia. Họ nói rằng không thể được, ngài phải chọn một quốc gia thôi. Đó là một phần của hợp đồng. Tất nhiên, bởi vì tôi hỏi, tôi có thể làm gì cho thế giới, có thể làm gì hơn nữa, có thể làm gì thêm, ngoại trừ chỉ truyền tâm ấn và như thế. Tôi nói tôi có thể giúp thế giới nhiều hơn theo cách nào đó không? Và rồi họ nói, ngài có thể chọn để giúp một quốc gia và nhân duyên đó, hoặc loại hỗ trợ đó cũng sẽ lan rộng khắp thế giới. Nên tôi cứ suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ lưỡng và rất lâu. Rồi tôi đã chọn Hoa Kỳ, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào lúc đó tôi chưa có phần thưởng hoặc giải thưởng nào từ Hoa Kỳ cả. Vào thời điểm đó tôi đã đến Hoa Kỳ có lẽ chỉ 2 lần. Chỉ có một buổi giảng pháp với một nhóm cử tọa nhỏ, không có gì quan trọng. Có lẽ vài trăm người. Và tôi đã nói, tôi chọn Hoa Kỳ. Họ nói, thưa, ngài có chắc không ạ? Ngài có thể chọn bất kỳ quốc gia nào ngài muốn. Tôi nói, tôi chọn Hoa Kỳ bởi vì đó là một quốc gia lớn và cũng có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Điều gì xảy ra với Hoa Kỳ cũng sẽ lan rộng ra và ảnh hưởng toàn thế giới. Thành ra tôi chọn Hoa Kỳ. Lúc đó tôi không biết nhiều người ở Hoa Kỳ, chỉ vài người. Rồi sau đó, khi có những buổi giảng pháp thì đa số chỉ có người Á Châu đến. Cho nên không phải vì tôi biết người Hoa Kỳ nên tôi chọn Hoa Kỳ. Có lẽ lý do là vậy. Có lẽ đó là vì sao mà đến về sau mới thấy kết quả. Trong hình thức của nhiều lời ca ngợi từ các tổng thống Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ, như quý vị vừa hỏi tôi. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi, phần 4. Chấn. 50 năm trước đây, Minh sư Paramahansa Yogananda công bố rằng Tổng thống Abraham Lincoln
từng là một hành giả yoga ở Hy Mã Lạp Sơn trong kiếp trước, và rằng ông ấy chết với ước muốn là đoàn kết con người và mang lại sự bình đẳng chủng tộc. Minh sư Yogananda tuyên bố Ngài đã làm việc cho Thượng Đế. Abraham Lincoln biểu hiện lý tưởng cao nhất của chính phủ. Khi ông ấy nói chính phủ nên là của dân, bởi dân và vì dân. Ông là một người tâm linh sâu sắc. Dù vậy, ông ấy phải chịu khổ bởi vì sự vô minh của vài người. Dường như lịch sử lặp lại với Tổng thống Trump. Ông ấy cũng dường như rất tâm linh, và chúng ta đã nói lần trước về giao ước của ông ấy với Thượng Đế. Thưa sư phụ, tại sao Hoa Kỳ lại có những nhà lãnh đạo tốt mà cũng rất tâm linh như vậy? Sư phụ, tại sao không? Tại sao không? Cô thích quốc gia cô không có nhà lãnh đạo tâm linh nào hay sao? Không, con thích tâm linh hơn. Đời đời kiếp kiếp, nhiều quốc gia có những nhà lãnh đạo tâm linh, mà cũng là nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc gia. Cô đã thấy chương trình AP, tiên đoán cổ xưa liệt kê trước đây, phải không? Như một vị vua của Âu Lạc Việt Nam, một vua Đại Hàn, một vua của nhiều lắm. Chỉ là một minh sư, người tâm linh, họ có tự do để chọn là người nào, tùy theo họ muốn giúp bao nhiêu, hoặc họ có nhân duyên với người dân của quốc gia đó nhiều bao nhiêu. Vì vậy, họ có thể chọn con đường mà giúp ích nhiều người nhất cho quốc gia của họ, vì quốc gia đó. Không chỉ Hoa Kỳ có các lãnh đạo tốt. Quý vị nên mừng rằng quốc gia của quý vị đã có vài nhà lãnh đạo tốt, cũng có tâm linh nữa, một số thầm lặng hơn và một số công khai hơn. Như thí dụ ông Trump, không ai đề cập, hầu như đa số báo chí không khen ngợi ông ấy như một người tâm linh hoặc gì cả. Họ không thấy được. Có lẽ chỉ có đài Fox News là đài tốt nhất. Fox News và có lẽ New York Post. Có phải New York Post là tờ báo liệt kê các việc làm của ông? Tôi nghĩ là tờ báo đó. Vài tờ báo và đài truyền thông là tốt, thẳng thắn và rất, rất sáng suốt, và biết có nhiều trực giác hơn về ai tốt, ai không, và ngoài ra cũng công bằng. Như Fox News và New York Post, những nhóm khác, tôi có lẽ có thêm một hoặc hai nhóm nữa, không thấy nhiều, chỉ tình cờ biết được gần đây bởi vì những chuyện của Tổng thống Trump, bằng không tôi sẽ không biết báo nào là báo nào. Những báo khác hoặc phương tiện truyền thông khác, họ rất, rất thiên vị ra mặt, và không biết hổ thẹn khi gọi ông ấy bằng đủ loại tên. Và ngay cả nói ông ấy là một, chỉ trích ông ấy mập, đủ thứ. Tôi nghĩ ông Trump được mà, hả? Ông ấy đâu có béo phì hay gì đâu. Dù ông có mập thì đã sao, phải không? Có bất kỳ luật nào ở nước Mỹ nói rằng tổng thống phải trông như một người mẫu, không thể có một phân anh mỡ nhiều hơn quy tắc được tính toán, hoặc bất cứ gì như thế. Nực cười, phải không? Phải đánh giá một tổng thống hoặc bất cứ ai bởi đức hạnh của họ, bởi hành động của họ, không phải bởi ngoại hình của họ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy trông tốt với tuổi của ông ấy. Ông ấy nhìn rất tôn nghiêm. Ông ấy đi thẳng và trông như một ông vua. Rất có thẩm quyền, rất tôn nghiêm. Vậy, đó là những gì tôi nói. Sao tôi lại nói tất cả điều này nhỉ? Câu hỏi của quý vị là gì? Ồ, người có tâm linh và chịu khổ. Quý vị không biết, chưa hết đâu, bởi vì ngày nay chúng ta có báo chí, có truyền hình, nên chúng ta biết nhiều hơn về nỗi khổ của Tổng thống Trump từ những công kích khác nhau, từ các nguồn khác nhau. Nhưng trong thời Abraham Lincoln, có ít truyền thông hơn, nên chúng ta đâu có biết ông đã chịu khổ bao nhiêu. Ông chịu khổ hơn rất nhiều so với nỗi đau vào ngày ông chết. Cũng như Tổng thống Kennedy, ông cũng là một tổng thống rất vĩ đại, đúng không? Được dân chúng kính yêu, nhưng cuối cùng ông đã ra sao? Không vì lý do gì hết. Vì sự hung ác, chỉ là sự hung ác, chỉ là địa ngục, chỉ như vậy đó. Nên nếu Tổng thống Trump vẫn còn sống, thì ông nên biết mình rất may mắn rồi. Ông đã rất may mắn rồi, trời ơi! Nhưng thay vì làm cho ông đau khổ về thể xác, họ làm ông đau khổ về tinh thần,
về tình cảm, uy tín, đúng không? Dạ phải. Phải, phải. Tôi chỉ là quá lo lắng về cuộc bầu cử này và thế giới. Tôi thật sự nhìn thấu qua lĩnh vực chính trị ngay bây giờ. Ý tôi là trong mấy ngày này, trong mấy tuần này, hoặc từ khi tôi bắt đầu nhận ra sự bất công và sự đối xử tồi tệ với Tổng thống. Chỉ nhìn vào nó là tôi không muốn nhìn nữa. Trời ơi, chúng ta sống trong thế giới gì đây? Nói quý vị nghe, quả thật đáng sợ. Quá đáng sợ, trời ơi, trời ạ. Mình phải thật sự xấu, nếu không thì không thể sống sót. Ông Trump, dĩ nhiên dù sao ông không thể xấu, cho dù ông muốn, ông không thể. Ông không sinh ra làm người xấu cho nên đã rất may mắn rồi. Ông sống sót qua một nhiệm kỳ đã là một phép lạ rồi. Lịch sử tái diễn, Tổng thống Trump cũng vậy với Tổng thống Kennedy, John F. Kennedy. Tôi rất buồn. Nhiều người tốt là như thế đó, người ta không đối xử tốt với họ. Bởi vì thế giới này không phải là một thế giới tốt. Đời đời kiếp kiếp, quý vị thấy có bao nhiêu người tu hành? Thời Chúa Giêsu có bao nhiêu người theo Ngài? Và tương đương có bao nhiêu người quấy nhiễu, hành hạ Ngài và từ chối Ngài, hãm hại Ngài, ngay cả suốt cho đến lúc đóng đinh Ngài trên thập tự giá? Nhiều vị minh sư họ không bao giờ được thuận lợi trước đây. Tôi thấy mình may mắn, có lẽ tôi không biết, lần này tôi khá hơn. Tôi đã trốn rất kỹ qua bao năm này. Vì quý vị, dĩ nhiên bây giờ chúng ta có truyền hình vô thượng sư, nên tôi lại xuất hiện. Nhưng khi tôi ở một mình, hoặc không nhất thiết một mình, chỉ với một hoặc hai đệ tử, tài xế hoặc ai đó, bất kỳ nơi nào tôi đi, người ta không biết tôi là ai. Không bao giờ, bởi vì tôi không nói chuyện như một người tu hành. Tôi nói những chuyện bình thường và không diễn đẹp hoặc gì hết. Tôi ăn mặc bình thường, không phô trương hoặc bất cứ gì như thế, bởi vì tôi phải bảo vệ chính mình. Nhưng vì thế giới, tôi muốn giúp thế giới. Nếu muốn giúp thế giới, quý vị không thể luôn trốn. Và tôi vẫn đang trốn bây giờ, nhưng khi nào tôi có thể, bất cứ khi nào tôi có thể. Nhiều lần nhờ trốn tránh mà tôi thoát khỏi bị hãm hại, thoát khỏi rắc rối và nguy hiểm. Nhiều lần có giúp, sự trốn tránh có giúp. Vấn, chúng con thắc mắc không biết sư phụ có từng là Tổng thống Hoa Kỳ trong kiếp trước, hoặc thậm chí là một trong các tổ phụ lập quốc. Sư phụ, tại sao quý vị cứ hỏi loại câu hỏi này? Tôi cũng không thể chứng minh điều đó. Tôi biết. Tổng thống Washington, quý vị nhớ ông không? Đó là sư phụ của quý vị đấy. Ồ, ngạc nhiên ha. Có lẽ đó là lý do tôi có thể nói chuyện chính trị mấy ngày này. Tôi biết cả trong lẫn ngoài, biết phe đối lập và biết chính mình. Quý vị ngạc nhiên ha. Có lẽ quý vị nghĩ tôi là Abraham Lincoln, bởi vì ông rõ ràng có nhiều tâm đạo hơn. Giờ quý vị hỏi, tôi mới nhớ. Có lần tôi đọc trong báo Âu Lạc Việt Nam nào đó, một tạp chí tại Hoa Kỳ. Tôi đã có lần ở Hoa Kỳ. Và họ có mấy tạp chí này nằm đâu đó, và một phụ nữ ở đâu đó, cô ấy viết một quảng cáo trong tờ báo đó. Cô ấy nói cô có một thể nghiệm khi cô cầu nguyện với ông Washington, Tổng thống Washington. Cô không gọi ông là Tổng thống. Cô ấy nói đúng là Bồ Tát Washington. Đó là câu cô ấy nói bằng tiếng Âu Lạc, tiếng Việt. Đúng là Bồ Tát Washington thật sự linh. Linh tiếng Anh nói gì quên rồi. Linh, linh nghiệm, rất linh thiêng như rất thánh thiện. Tôi cầu ông ấy và ước muốn của tôi thành sự thật. Tất cả quý vị nên cầu ông ấy. Đại khái như thế, thật vậy. Thành ra cô ấy cứ nói như thế, thật vậy. Ở Âu Lạc Việt Nam, tôi nhớ họ phát âm tên của ông ấy là Washington. Washington, nghe tương tự như vậy. Cô ấy gọi ông là Bồ Tát, nghĩa là vị thánh Phật giáo, như một vị thánh trong Phật giáo. Dạ, dạ. Tôi còn nhớ chuyện đó. Có lẽ quý vị có thể kiểm tra lại tất cả tạp chí này, có trong thư viện quốc hội đâu đó. Có lẽ vẫn có thể đọc được bài đó. Không, chắc có thể không nữa, vì tôi đọc bài đó chắc là 30 mấy năm về trước. Đó là vào những ngày đầu trong sứ mệnh tâm linh của tôi. Và có lẽ chỉ mới lần thứ hai tại nước Mỹ, tôi tình cờ đọc bài đó.
Và lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi nói, ồ, sao có thể như thế? Một tổng thống. Vào lúc đó. Lần đó tôi không biết nhiều về tiền kiếp của tôi. Không cần phải biết. Tôi không có lý do để kiểm tra. Để làm gì? Tôi sống mỗi ngày trong hiện tại, vào lúc đó. Chỉ khi quý vị hỏi tôi hoặc ai đó nhìn thấy, thì chúng ta biết. Hiểu không? Tôi càng sống lâu thì quý vị càng đào ra tất cả những bí mật này mà ngay cả tôi cũng không biết trước đây. Dấn, thưa sư phụ, có nhà lãnh đạo nào khác mà từng bị phán xét sai lầm không? Nhà lãnh đạo mà thật ra tốt cho quốc gia của họ và thế giới, nhưng bị miêu tả và nhận thức sai lạc. Thí dụ như ngài Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, người đồng ý những hiệp ước hòa bình với các quốc gia Ả Rập như Morocco, UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, và có lẽ nhiều hơn trong tương lai. Sư phụ, dĩ nhiên có nhiều. Nhiều hơn là chỉ có Tổng thống Trump thôi. Dĩ nhiên tôi không nhớ tên của họ trong đầu ngay bây giờ. Và tôi biết thêm vài người vẫn còn sống, cũng ở trong một quốc gia Âu Châu, và cũng trong một quốc gia châu Mỹ Latin và tại Đại Hàn nữa. Nhưng làm sao mình có thể được tán dương và công nhận trong thế giới này khi thế giới này là đối nghịch của thiện lành? Ngay cả nhiều minh sư đến và đi, nhưng có bao nhiêu người theo các ngài? Bao nhiêu? Cho dù có hàng triệu người theo họ, nhưng thế giới có hàng tỷ người. Chỉ một tỷ lệ nào đó của thế giới là theo các ngài. Và nhiều người trong số đó đến từ thiên đàng cao đẳng. Họ tái sinh vào thế giới này để giúp những bằng hữu hoặc gia đình, thân nhân trước đây của họ, mà cũng tái sinh trong thế giới này. Rồi dĩ nhiên những loại người này, họ lập tức nhận ra một chân sư. Chỉ từ bài giảng đầu tiên hoặc bài nói chuyện đầu tiên, họ lập tức nhận ra minh sư, họ theo, và họ muốn tâm ấn rồi. Và số còn lại cứ tiếp tục sống cách vô minh của họ. Đó là tại sao Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và rất nhiều, hầu hết các vị minh sư đã bị giết hoặc sát hại hoặc hành hạ trong những cách vô cùng độc ác và kinh hoàng, những cách kinh khủng. Cho nên để làm một tổng thống tốt, ít nhiều gì cũng có một số phận tương tự. Thành ra họ giết tổng thống Kennedy vì lý do gì, không ai thật sự sẽ tìm ra lý do thật sự. Nhiều nhà lãnh đạo tốt cũng từng bị ám sát. Bởi vì thế giới này thuộc về những người xấu, thuộc về ma dương, tất cả kinh điển đều nói như vậy. Thành ra minh sư xuống trần và bảo chúng ta, hãy đi theo ta về nhà, về nhà, về thiên đàng. Đây không phải thế giới của quý vị. Bất cứ gì quý vị có ở đây sẽ không cho quý vị hạnh phúc trường tồn, và nó không thật. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi, phần 5. Thưa sư phụ, trong một buổi hội thảo trước, sư phụ kể chuyện về người đàn ông từng giết gà để buôn bán, rồi sau đó bị bệnh và xuống địa ngục, nơi ông trải qua nghiệp khổ kinh hoàng. Sau khi ông cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát, Ngài hiện ra trước mặt ông và cho ông một cơ hội sống lại để chuộc mọi tội lỗi trong quá khứ bằng cách sống rất thiện lành và đức độ, chăm sóc cho động vật. Thưa sư phụ, những loại trải nghiệm này có phải một phần số mệnh của một người, hay nó tùy theo sự thuần khiết trong tâm và niềm tin của người đó để có chúng? Ừ, thí dụ như một trải nghiệm tương tự giúp chủ lò sát sinh ngày nay để ông ta thức tỉnh nhanh hơn và hành động trong một cách tương tự như người đàn ông trong chuyện đó. Sư phụ, tôi ước thế. Người đàn ông trong truyện, mặc dù ông đã giết gà này kia, nhưng mình không biết ông có loại công đức nào trong tiền kiếp. Có lẽ ông đã có nhân duyên, có lẽ ông đã cúng dường gì đó cho người tu hành tốt, hoặc có lẽ ông có bối cảnh rất tốt như gia đình Phật giáo. Cho dù họ không nghiêm ngặt tuân theo giáo lý của Phật, nhưng tối thiểu họ có điều gì đó, ấn tượng nào đó trong tiềm thức của họ, biết thế nào là tốt. Và có lẽ ông giết gà, nhưng trong tâm ông không cảm thấy tốt. Ông có thể suy nghĩ, ông biết ông không nên làm việc đó, bởi vì theo như bối cảnh của ông, như Phật giáo không được sát sinh, và thế này, thế nọ, thế kia.
Cho dù ông ấy sát sinh, nhưng chính ông cảm thấy mình không đúng. Nhưng ông phải làm. Ông nghĩ đó là cách tốt nhất, cách nhanh nhất để kiếm sống. Dễ kiếm sống bởi vì họ nuôi động vật, rồi động vật sinh sản nhanh, và rồi họ chỉ bán đi hoặc giết để bán. Nên tối thiểu ông có gì đó tốt bên trong ông, hay trong tâm ông, hoặc trong tiềm thức của ông, hoặc công đức nào đó trong tiền kiếp mà vẫn là công đức. Có hai loại nghiệp chúng ta mang theo. Một là công đức, hai là tội lỗi. Trong một giai đoạn nào đó của đời mình, chúng ta sẽ dùng một trong hai loại đó. Và tùy theo mình dùng nghiệp khẳng định nhiều bao nhiêu, thì chúng ta tiếp tục nhiều hơn trong cách đó. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu trong cách phủ định, thì có lẽ chúng ta tiếp tục cách đó. Điều đó không có nghĩa là công đức giảm bớt, chỉ là tội lỗi tăng lên. Có một chuyện tôi kể quý vị trước đây. Có ông đó một lần nọ đi nghe pháp của vị minh sư tâm linh. Chỉ một lần thôi, và rồi vị minh sư nói với ông ấy không lâu nữa ông sẽ chết, hôm nay hoặc ngày mai. Dù sao rất lẹ, rằng đời ông ấy sẽ chấm dứt bây giờ. Rồi sau khi ông chết, linh hồn ông sẽ đến trước mặt phán quan. Và nếu họ hỏi ông có một số công đức và cũng có một số tội lỗi. Về phần công đức, ông sẽ được thưởng trên thiên đàng. Và về phần tội, ông sẽ bị trừng phạt trong địa ngục. Ông thích dùng phần nào trước, bởi vì ông có lựa chọn. Ông có một số công đức, vậy ông có thể lựa chọn vì ông đã nghe theo giáo lý của vị thánh trong một ngày, một lần. Và nếu phán quan hỏi ông vậy, ông phải nói tôi muốn dùng công đức trước trên thiên đàng. Rồi phán quan sẽ để ông lên thiên đàng thì ông không phải đọa địa ngục. Cho nên ông ấy lên thiên đàng và rồi ông ấy gặp vị thầy tâm linh này lần nữa, cũng ở trên thiên đàng bởi vì một vị đại minh sư họ hiện hữu ở nhiều đẳng cấp khác nhau. Họ dạy những chúng sinh khác nhau ở những thiên đàng khác nhau cũng như trên địa cầu. Quý vị biết điều đó phải không? Tôi bảo quý vị trước đây rồi, vì thế ông ấy lên thiên đàng và phán quan bảo ông ấy rằng sau khi hưởng xong công đức của ông trên thiên đàng, ông phải trở lại địa ngục. Nhưng dĩ nhiên ông ấy không phải đi địa ngục bởi vì khi lên thiên đàng ông lại nghe vị minh sư này giảng đạo lần nữa và ông ấy có thêm công đức. Thế nên ông ấy cứ tiếp tục đi lên. Vì vậy ông ấy đã không phải đi địa ngục gì hết. Tương tự thế, người đàn ông này trong câu chuyện thật tôi kể quý vị, có lẽ có công đức nào đó. Do đó Quan Âm Bồ Tát thậm chí đi đến đó để giúp ông ấy. Ông ấy cầu nguyện cho nên ông ấy chắc hẳn đã ra đời trong một bối cảnh tốt. Và ông ấy biết cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát. Nhiều người bất kể tôn giáo của họ là gì, nhiều người họ không biết về chuyện sát sinh, cho nên họ cứ giết bất cứ gì trong bất cứ lễ hội nào, hoặc giết mỗi ngày chỉ để ăn. Dù tự họ không giết, họ mua thịt, thịt của động vật bị giết để ăn. Quý vị thấy tất cả tín đồ Cơ Đốc giáo hoặc Hồi giáo hoặc Ấn giáo hoặc không phải tất cả, nhiều người họ thuộc về những tôn giáo khác nhau. Họ vẫn ăn thịt mỗi ngày, cho dù người sáng lập đạo, thầy của họ, Minh Sư Nguyên Thủy đã dạy họ đừng ăn thịt. Như tín đồ Cơ Đốc giáo, các ngươi không nên trà trộn với người uống rượu và người ăn thịt. Rồi họ làm gì? Họ làm y chang chuyện đó. Tín đồ của Chúa Kitô và tín đồ của Phật cũng giống nhau. Bây giờ, vì vậy, trừ khi họ có điều gì đó như thế, rất khó để chữa bệnh vô minh và thói quen nhẫn tâm của họ. Bởi vì họ chỉ nghĩ về đời này, họ bận rộn, họ có kinh doanh phải điều hành, họ có gia đình phải chăm sóc, họ phải hàn gắn cuộc cãi cọ với vợ hoặc chồng và tất cả mấy chuyện đó. Và có lẽ ra tòa về việc thừa kế gia tài và đủ mọi thứ. Và họ ăn bất cứ thứ gì đã được nấu và đưa cho họ. Họ không kết nối với các sinh vật, họ không suy nghĩ. Và rồi cho dù họ có thoáng nghĩ đến, họ sẽ không có thời gian để tiếp tục phân tích ý nghĩ đó. Và rồi họ bận rộn, họ chỉ ăn, rồi trở lại làm việc nữa, và lo lắng về nhiều điều khác. Cho nên thật ra, chúng ta không có nhiều người Cơ Đốc giáo, tín đồ Chúa Kitô chân chính. Chúng ta không có nhiều Phật tử chân chính, tín đồ của Đức Phật. Chúng ta không có nhiều, vân vân và vân vân. Rất khó để tìm thấy tín đồ tốt trong bất kỳ tôn giáo nào. Không có nhiều.
Thành ra quý vị hỏi tôi rằng những người chủ lò sát sinh hoặc đồ thể có nên có loại trải nghiệm này không? Không may mắn vậy, không phải ai cũng may mắn thế. Quý vị phải gieo gì đó để gặt hái gì đó, đúng không? Gieo nhân gì gặt quả đó. Thành ra tôi luôn nói với quý vị, những người gọi là đệ tử của tôi, rằng quý vị phải luôn luôn làm tốt và sống đạo đức và tốt, đối xử với người khác như đối xử với chính mình. Quý vị không muốn bị đối xử theo cách nào thì đừng đối xử tha nhân theo cách đó, nhất là khi không bị khiêu khích, không có sự khiêu khích. Dù sao đi nữa, bởi vì quý vị không bao giờ biết, không bao giờ biết khi nào mình chết. Ngay cả những người không phải đệ tử ở ngoài đoàn thể của tôi, họ cũng phải luôn luôn là người tốt, làm việc tốt, rồi họ sẽ có công đức tốt. Dù trong kiếp tới, họ không thể được giải thoát bởi vì họ không tu hành tốt. Ngay cả trong các đệ tử của tôi, nếu họ làm điều xấu, thật sự có lẽ họ sẽ phải tái sinh lần nữa và không bao giờ biết công đức quý vị đã làm trong kiếp này có theo mình trong kiếp tới hay không. Với nghiệp cũng thế. Tối thiểu quý vị có công đức để trong tình huống đặc biệt nào đó, chư thánh có thể giúp, có cớ để giúp quý vị. Hoặc những loại người này, họ bị thúc ép làm loại công việc này, nhưng bên trong họ không muốn. Họ sám hối và cảm thấy có lỗi. Và họ cũng có cái cớ nào đó, có hạt giống nào đó nảy mầm, hạt giống từ bi, hạt giống yêu thương trong linh hồn, trong tâm họ. Thì có lẽ họ cũng có thể được giúp trong lúc cần thiết, sau khi họ rời khỏi thế giới này hay trước đó, tùy theo mỗi người. Hoặc nếu họ nhìn thấy minh sư ở đâu đó, một chân sư, minh sư có quyền năng, có thể giải thoát con người, và họ cảm thấy như, ồ, họ thích vị đó, dù họ có thể không biết vị đó là minh sư, họ có lẽ vẫn cảm thấy có cảm tình nào đó, ít ra không có tâm thù ghét. Rồi có lẽ vào lúc lâm chung, có lẽ vị minh sư đó sẽ đến giúp họ. Nhưng không nhiều người may mắn như vậy. Nếu họ không phê bình hay phỉ báng minh sư thì đã được xem là may mắn hoặc một phép lạ rồi. Trong kiểu thế giới này, quý vị không thể kỳ vọng nhiều lắm. Người ta bị nhiễm độc rất sâu nặng rồi. Đời đời kiếp kiếp theo thói quen của họ, khuôn mẫu của họ và không bận tâm nhiều về đề tài tâm linh. Không nghĩ nhiều lắm. Và nếu một vị minh sư đến thị trấn của họ, họ thậm chí chẳng màng đến nghe. Hoặc họ có thể chỉ trích hoặc tung tin giả, và rồi gây nhiều rắc rối hơn và nhiều nghiệp hơn cho chính họ vì sự vô minh. Thưa sư phụ, bằng cách nào các giáo chủ ở đẳng cấp khác nhau có thể lấy lại giá trị của họ? Họ làm điều đó bằng cách nào hả? Họ phải nghỉ ngơi và thiền và cầu minh sư nào đó giúp đỡ. Giống như người ở trần gian này, họ lấy lại sự thuần khiết và giá trị tâm linh của họ bởi vì họ gặp minh sư và tu học với minh sư và rồi tu hành mỗi ngày. Sau đó họ trở nên khỏe hơn về mặt tâm linh, rồi họ lấy lại nó. Giống như vua ở cõi trần gian này, họ chỉ được phép có bấy nhiêu công dân trong quốc gia của họ, hầu hết là vậy. Nên số lượng người dân sinh ra tốt hay không tốt cũng còn tùy vào giá trị và công đức của nhà lãnh đạo của quốc gia đó. Thành ra tôi đã nói trước đó, tôi sợ vì một nhà lãnh đạo tệ sẽ mang những điều xấu đến quốc gia của họ. Tổng thống Trump rất tốt cho Hoa Kỳ. Ông sẽ làm những điều như kiến tạo hòa bình. Và rồi với ông, chúng ta sẽ có nhiều hy vọng có được một quốc gia thuần chay hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác. Tôi sẽ cố gắng làm gì đó, nhưng không chắc có được không. Dĩ nhiên con người có thể cải đổi từ ác thành thiện. Đó là điều chắc chắn, nhưng còn tùy họ có muốn cải đổi hay không, không thể ép họ được. Và một khi họ muốn cải đổi, thì lực lượng minh sư có thể giúp họ. Thiên đàng có thể giúp họ, bởi vì họ đi theo hướng ngược lại. Và ngoài ra nếu họ tốt, nếu họ xứng đáng, thì lực lượng minh sư cũng có thể cho họ một số, cho dần dần. Giống như quý vị cho một số người ăn thức ăn dinh dưỡng và nhẹ để họ hồi phục từ bệnh của họ. Quý vị cũng có thể cho thức ăn tâm linh cho ai đang cần. Đây vì các ngài là giáo chủ, nếu trong cõi giới cao hơn.
bên trên vũ trụ bóng thì các ngài không phải bị mất bao giờ. Nhưng nếu họ đi xuống vũ trụ bóng, bất kỳ thiên đế nào, vị minh sư nào cũng sẽ dễ đánh mất giá trị hay công đức của các ngài, bởi vì các ngài cho đi. Và bởi vì đó là lý do minh sư đi xuống, để ban cho công đức tâm linh. Nếu không, thế giới này vô phương cứu chữa. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi. Phần 6. Quý vị có thể thấy khắp thế giới, không những các nhà lãnh đạo không mang mọi điều tốt lành cho quốc gia của họ, mà họ còn làm quốc gia của họ suy thoái, kéo quốc gia xuống. Có nhớ trong Kinh Thánh không? Vua David đó. Quốc gia ông bị trừng phạt với bệnh dịch bởi vì ông điều tra nhân khẩu của Do Thái. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo của ông và thiếu niềm tin vào Thượng Đế, đồng thời thiếu khiêm tốn bởi vì ông nghĩ ông là ông lớn lúc bấy giờ. Ông quyết định mọi điều, có thể làm mọi thứ, nên quốc gia ông bị trừng phạt một thời gian, ngay cả lập mưu để giết chết viên tướng, rồi có thể cưới vợ của tướng đó, và vì thế con trai của vua David chết. Vua David say mê vợ của một đại quan, vợ của một tướng quân. Và vì vậy, vua đã phái tướng ấy ra trận và dùng cách nào đó để khiến tướng ấy chết, như không cấp thêm binh sĩ khi ông ấy cần, đại khái vậy. Hay các viện trợ thực phẩm, bất cứ gì, hoặc làm điều gì đó để rồi tướng đó chết, binh sĩ của ông ấy chết, để vua có thể cưới vợ của ông ấy. Và rồi Thượng Đế không thích điều đó, nếu quý vị nhớ chuyện đó. Có ai nhớ không? Có lẽ nếu có thời gian tôi sẽ đọc cho quý vị nghe truyện dân gian Do Thái nữa. Cũng có trong đó, nhưng truyện này chắc cũng phải có trong Kinh Thánh. Chỉ là vì tôi đã đọc quá nhiều nên không biết. Đôi khi nhớ, đôi khi không. Nhưng truyện đã xảy ra như vậy, Thượng Đế trừng phạt quốc gia của ông. Quốc gia của vua David, bởi vì ông làm điều sai quấy. Và ngoài ra một giáo sĩ cũng đến triều đình của vua David. Và cũng nói thẳng vào mặt ông, phải làm gì đây? Nếu nhà lãnh đạo của một quốc gia không đủ tốt, không đủ xứng đáng, thì họ sẽ khiến quốc gia đó thoái bộ xuống đẳng cấp nào đó, xuống mức độ nào đó, tỷ lệ nào đó. Thành ra tôi nói tôi lo cho quốc gia của quý vị, tại sao tôi sợ? Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, ý nói không chắc tôi có thể. Ý nói không chắc tôi có thể giúp bao nhiêu. Bởi vì nếu một số người thích nổi danh hoặc thích lợi lộc quá nhiều, thích danh lợi quá nhiều, thì họ có khuynh hướng nghiêng về phía phủ định của thế giới này. Chúng ta có hai phía, lực lượng khẳng định và phủ định ở cõi trần gian này. Nếu họ có khuynh hướng tham lam hay danh lợi, hoặc chỉ vì điều đó, thay vì phục vụ quốc gia, họ chỉ muốn phục vụ chính họ, thì khó để loại trừ ma quỷ, bởi vì đồng thanh tương ứng. Nên tôi không thể hứa bất cứ gì. Tôi đang cố gắng. Tôi sẽ cố gắng bất kể thế nào. Cảm ơn sư phụ. Bởi vì tôi không để tâm giận ghét bất cứ ai. Tôi biết thật ra chỉ là nghiệp. Đồng thời nghiệp của quốc gia sinh ra các kiểu công dân, cũng như các nhà lãnh đạo, cũng như nhân viên chính phủ khác nhau. Nếu đó là quốc gia tốt, quý vị sẽ có nhà lãnh đạo tốt. Ít ra phải có sự thiện lành nào đó, phải có tỷ lệ nào đó của thiện lành để xứng đáng được. Trong Ấn Độ giáo, tôi đọc đâu đó nói rằng một quốc gia sẽ không bao giờ bị hủy diệt nếu có 10 người thật sự tốt trong quốc gia đó. 10 người thật sự đạo đức sống trong quốc gia đó, chỉ 10 thôi. 10 người là đủ tốt rồi. Nhưng tôi đoán điều đó đúng với thời xưa khi mỗi quốc gia chỉ có khoảng chừng vài trăm ngàn người, tối đa. Bây giờ chúng ta có hàng trăm triệu nên còn tùy. Và nếu quốc gia đó không làm nhiều điều tốt và rồi tiếp tục gây chiến tranh và sát hại quá nhiều, đồng thời giết quá nhiều động vật, thì cần nhiều công đức hơn nữa, không phải chỉ 10 người thôi. Nhưng ít ra quốc gia quý vị đã có được một vài tổng thống tốt và gần đây, tổng thống Trump. Đối với ông trong tâm ông không muốn tham gia vào chính trị nữa.
Ngay cả trước đây cũng không, nhưng họ đã chọn ông. Nếu không, ông đã không phải làm bất cứ gì hết. Ông thậm chí không cần trở thành tổng thống. Ông không có tham vọng được nổi tiếng hay được bất cứ gì, vì ông làm việc tổng thống miễn phí. Ông không nhận lương. 400.000 Mỹ Kim mỗi năm ông từ chối không nhận lương, chỉ muốn phục vụ không công. Ông giàu có vì vậy không phải vì tiền mà ông trở thành tổng thống, hoặc ông muốn làm tổng thống. Ông không muốn, chỉ là người chọn ông. Được, tốt, đó là việc của ông, định mệnh của ông. Và cũng không phải để nổi danh, không phải như ông muốn nổi tiếng hay gì đó mà ông ứng cử làm tổng thống. Lần đầu hoặc lần thứ hai, bởi vì chính ông cũng đã nổi tiếng rồi. Và ông cũng có chương trình truyền hình mà ông dạy người ta cách làm giàu, cách làm kinh doanh này nọ. Rất nhiều người thích ông và ông hạnh phúc trong thế giới của riêng ông rồi, nên ông không cần phải tìm kiếm danh tiếng hay sự công nhận nào. Thật sự như vậy. Cũng như chẳng hạn bây giờ, nếu có ai đó bầu tôi làm tổng thống, nếu tôi đồng ý thì đó chỉ là vì lý do cao cả nào đó. Dĩ nhiên sẽ không xảy ra, nhưng ý nói tôi vui trong thế giới riêng của tôi rồi. Tôi không cần nhiều tiền hơn, không cần nhiều sự công nhận hơn, như thế đó. Ông thật sự vì dân, vì quốc gia của quý vị và vì thế giới. Quý vị thấy những gì ông đã làm. Thấy những gì ông đã làm rồi quý vị có thể hiểu lời tôi nói. Đó là bằng chứng. Ngay khi trở thành tổng thống, ông lập tức làm việc. Ông dùng quyền lực đó để giúp đồng bào của ông và giúp thế giới. Rồi, nhất là giai cấp nghèo hơn tại Hoa Kỳ, công nhân nghèo hơn. Ông tạo ra nhiều, rất nhiều, hàng trăm ngàn việc làm cho họ. Ông thật sự quan tâm đến người dân. Ông đi đến một số vùng nông thôn và ông thấy thành phố đổ nát nào đó. Ông cảm thấy thương xót và nói chúng tôi sẽ xây lại thành phố của quý vị. Và một số người nói với ông, việc làm này, việc làm kia không còn nữa. Ông nói, quý vị sẽ có lại việc làm của quý vị. Như thế đó, rất đơn giản và thẳng thắn. Ông cảm thông với người dân thu nhập thấp hơn, người nghèo. Ông là tổng thống của dân, thế thôi. Và đó là điều tôi thích về ông. Thật đáng tiếc là không phải tất cả người Mỹ đều nhận ra điều đó. Chỉ là người ta yêu cầu, nên ông mới làm. Ông không biết rằng ông ở trên địa cầu này như một công cụ của Thượng Đế. Ông không biết. Ông vẫn không biết. Chỉ một số người chứng kiến biết điều này có thể nghiệm và nói với ông. Ví dụ như chúng ta nói với ông, đúng không? Và ông ý thức một chút, nhưng ông vẫn không biết hết. Nhưng bên trong ông có thiên hướng thiện lành, đạo đức và phẩm hạnh. Đó là điều ông biết. Ông thật sự chẳng màng làm tổng thống, nhất là nhiệm kỳ thứ hai, sau khi ông đã bị đối xử hết ngày này sang ngày khác. Mỗi giây phút trong đời ông, với tất cả điều xấu, tất cả lời buộc tội sai, tất cả bôi nhọ và hạ phẩm giá, các kiểu chỉ trích và thái độ để hạ phẩm giá, tất cả đều với mục đích phế truất ông, bao lâu nay, bao năm qua. Vì vậy, ông không thật sự cảm thấy hăng hái làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai. Cho nên làm điều này thật ra là một sự hy sinh về phần ông. Bởi vì giờ đây ông biết ông có thể làm nhiều hơn cho thế giới, như kiến tạo hòa bình và giúp người dân Hoa Kỳ, những người bị áp bức, như ngay cả trẻ em, các bé gái bị cắt bộ phận sinh dục và điều như vậy, hoặc buôn người, nhất là buôn bán trẻ em này nọ. Ông thậm chí cải cách nhà tù để tù nhân sẽ được thoải mái hơn. Quý vị thấy tin đó chứ? Tôi xem trên bản tin, chẳng hạn, ông nghĩ về mọi người. Ông đã giúp bất cứ ai ông có thể trong quyền hạn của mình, trong 4 năm ngắn ngủi. Vì vậy, quý vị có thể tưởng tượng nếu ông tiếp tục thêm 4 năm nữa, thì ông có thể làm cho quốc gia của quý vị biết bao nhiêu điều nữa. Quý vị không cần tin tôi. Nhưng có thấy hữu lý không? Thì quý vị biết tại sao tôi ủng hộ ông. Và rồi nghiệp của quốc gia quý vị làm hỏng hết cả. Thậm chí vào phút chót, quyết định vào phút cuối. Thưa sư phụ, khi chúng ta đang tiến tới một thế giới thuần chay hoàn toàn, như sư phụ nói, là cách nhanh nhất để bình thường hóa và ổn định tình trạng của địa cầu. Liệu chúng con cũng có thể thấy một sự thay đổi lớn hơn trong tâm thức của con người không? Như liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng. Ồ, có chứ. Dĩ nhiên rồi.
Anh thấy bao nhiêu người trở thành người thuần chay và thái độ của họ thay đổi bao nhiêu? Quan niệm của họ về lòng từ bi thay đổi bao nhiêu? Đúng vậy, về đối xử với động vật và các chúng sinh khác một cách nhân hậu, kết nối với nhau, trước đó họ không như thế. Như nhiều anh em đồng tu quý vị, họ kể nhiều câu chuyện như trước kia, họ là thế này thế kia, họ rất lo lắng hay không thân thiện cho lắm, có tính nóng nảy này nọ. Sau tâm ấn trở thành người thuần chay, họ hoàn toàn thay đổi. Một số câu chuyện mà chúng ta đôi khi đọc khi họp mặt hoặc đôi khi họ viết, họ nói thế này thế kia và những người khác. Như một người trước đây anh rất nóng tính này nọ. Và rồi bạn anh bình thường hay tức giận với bạn anh. Sau tâm ấn, ngay cả khi bạn anh la anh cúi đầu chắp tay lại và nói cảm ơn anh. Quý vị biết một số câu chuyện như vậy. Có hàng ngàn chuyện như thế tôi không nhớ hết, nhưng tôi biết hết. Con người có thể thay đổi nếu họ quay về phía Nam, thì họ sẽ ở miền Nam. Nếu họ tiếp tục đi lên phía Bắc, thì họ sẽ đến miền Bắc. Nên thuần chay không chỉ là về sự đau khổ của động vật, mà là về tình thương và lòng từ bi của chính chúng ta. Rồi chúng ta nhớ lại, chúng ta khám phá lại điều đó, để phẩm chất đó sẽ tỏa sáng, sẽ được nuôi dưỡng, sẽ phát triển lớn. Nên dĩ nhiên, đó là những gì quý vị sẽ có, lòng từ bi và tình thương, thật sự như vậy. Trước đó quý vị che phẩm chất đó với nhiều điều xấu, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, không cần biết về sự đau khổ của chúng sinh khác, hoặc ảnh hưởng xấu, hoặc sức khỏe yếu kém của chính mình, hoặc người khác. Sau đó quý vị nhận ra mình hiểu rõ hơn. Bởi vì tình thương và lòng từ bi phát triển, và rồi quý vị sẽ hiểu cảm giác của người khác như thể chính mình đang cảm nhận điều đó. Nếu họ vui, quý vị cảm thấy vui. Nếu họ buồn, quý vị cảm thấy buồn. Nếu họ đau khổ, quý vị tưởng tượng cảm thấy như đó là mình. Tôi không nói về mọi người, tôi nói về bản thân mình. Khi thấy một số động vật hoang dã bị thương hay sao đó mà tôi không thể giúp, ôi, tôi cảm thấy rất buồn, buồn vô cùng. Rất đau khổ trong nhiều ngày. Tôi cứ yêu cầu thiên đàng và tất cả những ai có thể làm ơn giúp họ bình phục hoặc để họ thanh thản ra đi, những chuyện như vậy. Chứ tôi không chỉ nhìn và rồi quên đi, hoặc không nhớ. Không đâu, tôi nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ hoài. Đó là khi quý vị đánh thức bản thân và lấy lại lực lượng tình thương và lòng từ bi của mình. Lực lượng này sẽ giúp cho quý vị khai ngộ hơn, và ngày càng từ bi hơn và ngày càng yêu thương hơn mãi và có nhiều ý tưởng hay hơn, một lối sống tốt hơn, suy nghĩ tốt hơn, làm việc tốt hơn. Lực lượng tình thương và lòng từ bi của quý vị sẽ ảnh hưởng mọi thứ, đó là như thế đó. Không chỉ về động vật mà về chúng ta cũng phải sống đời xứng đáng là một con người. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi, phần 7. Thưa sư phụ, sẽ có lúc nào trong tương lai gần khi mà tâm thức con người cho phép họ nhận ra sự hiện diện và nỗ lực của sư phụ đã cứu thế giới chúng ta ra sao? Sẽ có ngày nào mà nhân loại biết tôn thờ đấng Tim Cô Tu, vị chúa kính yêu của mọi thế giới không? Họ không cần tôn thờ Tim Cô Tu. Họ chỉ cần tôn thờ Thượng Đế và tôn thờ phẩm chất Thượng Đế thiên bẩm của chính họ. Chỉ cần họ ăn thuần chay tạo hòa bình, rồi những điều tốt khác sẽ đến, và rồi họ sẽ suy nghĩ minh bạch. Họ sẽ nhớ Thượng Đế nhiều hơn, có lẽ họ sẽ khoan dung hơn với tín ngưỡng của nhau. Và rồi thế giới hòa bình sẽ ngày càng bền vững, và thế giới sẽ luôn ngày càng tốt hơn do năng lượng nhân hậu yêu thương này và lực lượng của lòng từ bi. Bởi vì đây là lực lượng của Thượng Đế, lòng từ bi, tình thương, lòng nhân ái, khoan dung. Đây là những phẩm chất của thiên đàng, và nếu quý vị có bên trong mình, tưởng tượng quý vị mạnh mẽ dường nào, đó là logic của nó. Thành ra tôi nói không phải là về động vật, mà về quý vị, về chúng ta. Chúng ta phải lấy lại những phẩm chất cao quý của mình, địa vị cao của chúng ta trên thiên đàng cũng như trên địa cầu, bắt đầu từ địa cầu và rồi mọi thứ khác sẽ tốt đẹp. Rồi quý vị sẽ nhớ Thượng Đế nhiều hơn và tin vào Thượng Đế hơn. Thật vậy.
chứ không chỉ lời nói suông. Ồ Thượng Đế ơi, Thượng Đế thế này, thế kia. Luôn luôn cầu cho con cái này, cho con cái kia, mà không thật sự tin Thượng Đế, hoặc tôn thờ Thượng Đế, hoặc thương yêu Thượng Đế. Nếu quý vị thương Thượng Đế hoặc thương một vị minh sư có phẩm chất cao cả, thì quý vị sẽ có phẩm chất đó với quý vị. Không phải Thượng Đế cần quý vị thương Ngài, không phải minh sư cần quý vị thương minh sư. Chỉ là quý vị sẽ được truyền cho phẩm chất của minh sư, và dĩ nhiên quý vị không thể có tất cả cùng một lúc, nhưng ít nhất luôn luôn cải tiến đến với quý vị. Thành ra quý vị trở thành người tốt hơn, chúng sinh tốt hơn, và rồi vì vậy mà quý vị ngày càng gần hơn với thiên đàng, gần hơn với Thượng Đế và có đẳng cấp trí huệ cao hơn. Tim của tu, tôn thờ tim của tu, không cần. Nếu con người đã rất giống Thượng Đế như vậy, cho dù họ tôn thờ hay không tôn thờ Thượng Đế, sự tôn thờ cũng sẽ trở thành như bản tánh thứ hai của họ. Rồi họ sẽ không nghĩ là họ đang tôn thờ Thượng Đế hoặc thương yêu Thượng Đế nữa. Họ chỉ làm vậy, chỉ như tự nhiên. Giống như nếu có con cái, quý vị chỉ tự nhiên thương con. Quý vị không nghĩ, ồ, tôi đang thương con tôi, không phải sao? Nếu đang yêu một cô gái hoặc một chàng trai, quý vị sẽ không thắc mắc. Quý vị biết thôi. Quý vị thương con, thì quý vị chỉ biết thôi. Quý vị thương con mình, quý vị biết. Quý vị không thắc mắc. Sư phụ thường nhắc nhở chúng con rằng chính tâm con người phải thay đổi để tiến nhanh hơn đến một thế giới hoàn toàn thuần chay và hòa bình. Thưa sư phụ, tâm mọi người có phải sẽ dễ tiếp thu và dễ biến đổi hơn qua việc thế giới cầu nguyện cho thế giới thuần chay vào mỗi thứ năm và chủ nhật? Hoặc có phải đây là một vấn đề cần quan tâm và ảnh hưởng đặc biệt khác? Cùng nhau, cùng với nhau. Khi mọi người cầu nguyện, nó có một ảnh hưởng. Trong một tôn giáo, có lẽ Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo nữa, có những ngày các tín đồ tập hợp lại với nhau, hoặc ở nhà một mình để cầu nguyện cho ai đó, bất kỳ ai, dù họ biết hay không biết. Có người không có ai cầu nguyện cho họ. Thương khó. Tôi không biết nói câu đó tiếng Anh thế nào. Chỉ là ngày quý vị cầu nguyện cho những linh hồn lạc lõng, những linh hồn mà không có ai, những linh hồn không tin Thượng Đế, hoặc những linh hồn không làm điều chi tốt để có ai thậm chí nhớ tới họ và cầu nguyện cho họ. Đa số con người khi quý vị làm những điều tốt cho ai đó, rồi người đó cảm thấy biết ơn quý vị. Và khi quý vị chết, hoặc khi quý vị gặp rắc rối, họ cầu nguyện cho quý vị. Và rồi quý vị sẽ có lợi ích từ lời cầu nguyện đó. Nếu quý vị không thể có lợi ích là vì một số người có lẽ quá tội lỗi hoặc rất hay quên. Trong đời họ không bao giờ tôn thờ Thượng Đế hoặc nhớ Thượng Đế. Họ không biết cách cầu nguyện. Họ không cầu nguyện trong những lúc khó khăn. Nếu ai đó tình cờ cầu nguyện cho họ khi họ đang ở trong tình trạng dễ bị tổn hại, thì họ sẽ được ảnh hưởng. Thành ra quý vị thấy trong nhiều tôn giáo, khi quý vị chết hay người nào đó chết, hoặc trong lúc hấp hối hay vào ngày chết, họ mời linh mục hoặc nhà sư đến cầu nguyện. Nhưng một số người không được may mắn như thế. Một số người thậm chí không biết gì về tôn giáo. Rồi, ngày đó, người trong Cơ Đốc giáo hay trong Do Thái giáo cầu nguyện cho những loại người này. Dù họ biết người đó hay không, nhưng nếu họ biết quý vị, họ cầu nguyện cho quý vị. Như vậy thậm chí còn tốt hơn cho người cầu nguyện, cũng như cho người được cầu. Cả hai đều được lợi ích, nhưng người cầu nguyện được lợi ích nhiều hơn người được cầu. Kinh Phật có nói như vậy, như nếu quý vị cầu nguyện và quý vị có công đức từ lời cầu nguyện của giáo sĩ cho quý vị, cho người nào đó, thì quý vị có 2/3. Và người đang hấp hối hoặc người được cầu nguyện cho nhận 1/3 ích lợi. Nên cả hai đều được lợi ích. Cách đó tốt, cách đó tốt. Mặc dầu Cơ Đốc giáo không nói như vậy, nhưng Phật giáo có nói như thế. Đức Phật sống thọ, Ngài sống đến hơn 80 tuổi, nên Ngài nói nhiều, nhiều, nhiều ngày, rất nhiều bài giảng. Chúa Giê-xu cũng nói rất nhiều,
Nhưng sau đó chính quyền La Mã, họ bảo người ta cắt đi rất nhiều, như những điều về ăn thịt. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có vài phần sót lại về ăn chay, thuần chay trong Kinh Thánh. Trước đó, Chúa Giêsu nói rất nhiều về ăn chay và ngay cả luân hồi, đủ thứ. Họ cắt hết, họ không muốn. Cho nên lúc bấy giờ một số giáo sĩ phải làm việc đó, bằng không họ không thể tiếp tục dòng tu của họ dưới kiểu chính quyền này. Đây là điều nghịch lý. Thật trớ trêu là bây giờ thủ đô của Cơ Đốc giáo là ở La Mã. Trước đây họ, La Mã là những người hãm hại tín đồ Cơ Đốc giáo, và bây giờ thủ đô Cơ Đốc giáo lại ở trong quốc gia của họ. Quý vị biết Vatican chứ? Ở ngay tại La Mã, ở nước Ý. Thưa sư phụ, mùa lễ là một thời gian khi mọi người hợp nhất trong tinh thần, cảm thấy đồng nhất nhiều hơn so với những ngày khác trong năm, và nhiều hy vọng, và lòng nhân ái được lan tỏa giữa mọi người hơn. Thưa sư phụ, có phải đó là truyền thống mang mọi người lại với nhau, hoặc cũng có một số năng lượng thăng hoa đặc biệt được gắn chặt vào trong những sự kiện và dịp lễ kỷ niệm? Đúng và không đúng. Ngày lễ lẽ ra phải linh thiêng, từ ngữ ngày lễ đến từ ngày thánh thiện. Dạ. Và mọi người đáng lẽ biết rõ hơn, nhưng thay vào đó họ làm những việc ngược lại với điều Minh Sư dạy họ. Chúa Giêsu không bao giờ bảo ai giết gà tây để ăn mừng Giáng sinh. Đại tiên tri Mohammed, bình an đến với Ngài, không bao giờ yêu cầu mọi người giết động vật nào để nuôi Ngài. Bây giờ mỗi ngày lễ, họ giết hàng tỷ động vật chỉ đến ăn mừng sinh nhật của Chúa, thí dụ vậy. Bất cứ nhiều tôn giáo đều tương tự, họ bóp méo mọi điều. Khi những điều thánh thiện đi xuống thế giới này, chúng đã bị bóp méo theo sở thích của họ, theo thói quen của họ, và rồi lan truyền ra, rồi những người khác làm theo, và tinh hoa của tôn giáo không còn nữa. Bây giờ chỉ là tượng trưng thôi. Và thậm chí còn tệ hơn vì nhân danh Thượng Đế, nhân danh Chúa Giêsu. Họ giết quá nhiều, nhiều vô cùng. Tôi không biết thiên đàng nào không hợp lý là thiên đàng nào lại dung túng kiểu đau khổ này, dung túng loại hành hạ này đối với những tạo vật khác của Thượng Đế, con cái khác của Thượng Đế trong những hình thể khác nhau. Quý vị có thể thấy trên truyền hình Vô Thượng Sư của chúng ta rằng động vật họ có linh hồn, có trí thông minh, có cảm xúc, có tình thương, có sự cảm thông. Họ giải cứu lẫn nhau, họ thương lẫn nhau, ngay cả từ các loài khác nhau, từ giống lạ với nhau. Như chó giải cứu nai và rồi hôn chú nai, liếm chú nai cho tới khi chú nai khô và chú nai tỉnh lại, ví dụ như vậy. Hoặc ngay cả mèo ôm gà, những chú gà con, để họ ngủ ấm áp. Và ngay cả hổ ôm chó, trời ơi, họ giống y như người, không hơn không kém. Tôi đã tiếp xúc với nhiều động vật, tôi biết điều đó chắc chắn, không phải chỉ trên hình ảnh. Tôi kể quý vị rồi, một số chuyện về động vật hoang dã mà tôi gặp. Họ rất tốt bụng, rất tử tế và rất thông cảm, và rất tốt, rất thông minh. Quý vị có thể thấy điều đó. Quý vị xem thêm những thước phim về động vật mà chúng ta có mỗi ngày. Và quý vị có thể thấy điều đó. Động vật giống y như chúng ta, nếu không nói là tốt hơn. Nếu con người trở nên thuần chay thì dĩ nhiên sẽ tốt hơn cho mọi loài. Và con người sẽ dễ tiếp thu hơn, như câu hỏi cuối của quý vị. Ngày nay con người ngày càng ăn thuần chay nhiều hơn. Khuynh hướng thuần chay đã phát triển theo cấp số nhân, đó là tin tốt, nhưng quá chậm đối với tôi. Tôi muốn xảy ra hôm qua cơ. Mùa lễ. Nếu họ thậm chí muốn nói với quý vị bất kỳ giáo điều nào trong mùa lễ, thì đó chỉ vì họ muốn kéo quý vị vào để tôn giáo của họ đông hơn. Nếu họ không ăn thuần chay, nếu họ không khai ngộ, thì đó là mục đích duy nhất. Hoặc chỉ từ ngã chấp, họ chỉ cảm thấy vui là họ đã cải tạo thêm một người, và rồi họ có thể tự hào nói với giáo sĩ của họ hay người nhà của họ: ồ, phải,
anh chàng đó trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo nhờ tôi, hoặc người đó trở thành Phật tử nhờ tôi. Chỉ là ngã chấp thôi. Nếu họ đổi sang ăn thuần chay do lời cầu nguyện của chúng ta, thế mới hữu hiệu hơn. Bởi vì họ thật sự nhận ra ý nghĩa của nó, ý nghĩa của việc ăn thuần chay. Họ thật sự sẽ phát triển tình thương và lòng từ bi của họ. Bằng không, đều là vô dụng. Vô dụng, dù ngày lễ hay không. Khôi phục lại lực lượng tình thương và từ bi, phần cuối. Thưa sư phụ, chúng con xin chia sẻ lời tiên tri từ thập niên năm 1980 có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và sứ mệnh của ông. Có nói, đây, một người thánh thiện tên là Thomas Zimmer, còn được biết là ẩn sĩ của Loreto, tiên tri rằng ông Donald J. Trump sẽ dẫn Hoa Kỳ trở lại với Thượng Đế. Ông chia sẻ lời tiên tri này vào năm 1983 với một nhà tâm lý học người Mỹ. Khi người đó đến thăm Loreto, nói, ngay bây giờ ở Hoa Kỳ có một người mà bàn tay Thượng Đế đặt lên ông. Ông có chỉ số IQ của một thiên tài và một trình độ học vấn hạng nhất. Và mọi việc ông muốn xử lý, ông đều giải quyết với hiệu quả cấp kỳ nhanh chóng. Phải, đúng vậy. Tên ông là Donald Trump. Ồ, ông nói cả tên nữa à. Thưa đúng. Tuyệt vời. Bàn tay Thượng Đế đặt lên ông và Thượng Đế sẽ dùng ông trong tương lai. Phải, hay quá. Như lời chứng cho tiên đoán của ông Thomas Zimmer đã mua một viên gạch cho cửa thánh trong Vatican với tên của ông Donald Trump trên đó, để ông Trump nhận được phúc lành từ nhiều thánh lễ tại Vatican. Vì ông Zimmer biết rằng ông Trump sẽ là một nhà lãnh đạo vĩ đại của Hoa Kỳ và mang người Hoa Kỳ trở về với Thượng Đế. Một cách gián tiếp, chà tưởng tượng coi, và nhiều người không biết điều đó. Bây giờ họ biết, nhưng sẽ không thay đổi nhiều. Nếu họ bị ám ảnh và nhiễm độc bởi danh lợi, họ sẽ không để ý đến điều đó và họ sẽ không muốn chấp nhận điều đó. Cho dù Thượng Đế xuất hiện ngay trước mặt họ, họ cũng không chấp nhận. Họ sẽ tìm lý do nào đó để du khống Thượng Đế hoặc hại Ngài bằng mọi cách, hoặc thậm chí giết Ngài, giống như họ đã làm với Chúa Giê-xu. Tất cả họ đều bị làm mù, điếc và câm trên địa cầu này. Họ đã đỡ hơn, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người. Nếu họ bị mù quáng bởi danh lợi, bị thúc đẩy bởi loại tham vọng trần thế này, không vì tinh thần phục vụ người dân, thì họ sẽ không thay đổi. Chúng ta có lẽ đưa tin này lên truyền hình Vô Thượng Sư, rồi mọi người sẽ biết. Nhưng tôi dám chắc với quý vị sẽ không nhiều người tin đâu, nhất là phe đối lập ông Trump. Ồ, ít ra họ sẽ biết, ít ra có những người khác có thể tin, nhưng bây giờ có ích gì. Họ muốn loại bỏ ông, dù chỉ còn 10 ngày nữa, và họ thậm chí không thể chờ. Họ muốn loại bỏ ông ngay hôm nay. Người gọi là lãnh đạo của quốc gia quý vị, hoặc lãnh đạo tương lai, cũng vậy. Đá ông ra ngoài rồi. Họ thậm chí không thể chờ thêm 12 ngày nữa, thậm chí không đến 2 tuần, và ông sẽ hết nhiệm kỳ. Bây giờ ông không muốn gây thêm phiền phức nữa, bởi vì một số người đã chết trong tòa nhà quốc hội. Vì vậy, ông không muốn điều đó xảy ra nữa, bởi vì điều đó. Ông không muốn tiếp tục đấu tranh theo cách đó. Có lẽ ông sẽ tiếp tục phản đối, nhưng tôi không chắc bao nhiêu người sẽ ủng hộ ông, bởi vì họ đều mù quáng và cũng sợ nữa. Sợ đại đa số, sợ những người khác mà đã chống ông rồi. Nên nếu họ không phản đối ông luôn, thì họ có thể bị cô lập hay bị hại theo những cách khác nhau. Đa số người họ phải tự lo cho chính họ. Phần lớn người ta là như thế. Mình trước rồi người khác sau. Vì vậy, là một tổng thống như ông thì rất là cô đơn, rất là chán nản và rất nguy hiểm. Vậy ông này sống ở đâu? Ông còn ở đó không? Ông Thomas và ông Tom Zimmer là một cựu chiến binh thế chiến thứ hai người Mỹ. Ồ thế à. Sau khi trở về cuộc sống thường dân,
Ông trở thành người hành hương ở nước Ý. Vậy sao? Chủ yếu chỉ dành những năm còn lại của đời ông cầu nguyện cho nhân loại. Ông cũng đã viết cuốn sách, sách cầu nguyện Pita, đã bán lên tới 10 triệu bản. Chà, tốt, tốt lắm. Vậy ông đã mất hay vẫn còn ở đó? Ông vẫn còn trên thế giới này chứ? Dạ, ông đã mất, sư phụ. Ồ, tôi cũng nghĩ vậy, không sao. Có một lần trước khi tôi đến Jerusalem để thuyết pháp, có một người đàn ông Mỹ, không biết có phải là ông không? Ồ. Ông tiên đoán, ông cứ nói, lúc đó ông ở Israel. Ông nói ông chờ đấng cứu thế đến, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tái thế. Và mọi người đều nghĩ ông điên hay gì đó. Và rồi một ngày nọ, vài ngày trước buổi thuyết pháp của tôi, ông nói, à, Chúa Giêsu sắp đến, Ngài sắp đến, Ngài sắp đến. Và rồi thế nào đó, họ đuổi ông ra chỉ 2 hoặc 3 ngày trước khi tôi đến thuyết pháp, nên tôi thắc mắc. Chà, rất nhiều người có khả năng ngoại cảm. Ừ, không nhiều, nhưng khá nhiều. Tốt cho thế giới. Không còn câu hỏi nào hả? Tốt, tốt, tốt. Mấy câu hỏi hôm nay hay đấy, rất hay. Nếu tôi gặp rắc rối thì biết nha, đó là lỗi quý vị nhé. Tôi không màng. Nhớ cầu nguyện cho tôi, sư phụ của quý vị. Dạ, sư phụ. Để Ngài có thể tiếp tục và cũng cầu nguyện cho chính quý vị. Tôi cầu nguyện cho quý vị, tôi cầu cho mọi người mỗi ngày. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nếu tôi có thể cầu nguyện cho động vật hoang dã như chồn hôi hoặc như sóc, thì dĩ nhiên tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, phải không? Tôi sẽ cầu với tất cả tấm lòng của tôi. Được rồi, cưng. Nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi. Thật tốt là chúng ta có thể luôn nói chuyện với nhau bất cứ khi nào có thể. Không cần phải chờ tới thứ hai hoặc chủ nhật. Tôi quên, biết không? Tôi quên hôm nay là thứ hai, bởi vì đôi khi tôi muốn nói chuyện với miền đất mới và rồi quên mất. Nên sau đó vào tối chủ nhật tôi nói, ôi trời ơi! Khi biết đã đến giờ ngồi thiền cho thế giới thuần chay thì tôi mới nhớ, ôi trời ơi, qua rồi. Nhưng không sao, họ nghe được. Như thế này tốt hơn, quý vị biết sao không? Bởi vì chúng ta có tất cả phụ đề để họ có thể hiểu. Nếu nói chuyện với miền đất mới thì tôi nói tiếng Hoa và tôi không có cảm hứng lắm. Tôi có nhiều cảm hứng hơn khi nói tiếng Anh, thấy lưu loát hơn và trôi chảy hơn. Cho nên với quý vị, tôi không cần có người thông dịch nào hoặc thiết bị nào hết. Hơn nữa, bất kỳ khi nào tôi cảm thấy đây là lúc tốt để nói chuyện thì chúng ta luôn luôn có thể nói. Nhưng với họ chúng ta phải đợi, phải sắp xếp và có nhiều lần. Mỗi khi tôi muốn nói chuyện với họ, luôn luôn có gì đó trục trặc. Họ đưa cho tôi sai số điện thoại, sai số nhánh, ví dụ vậy. Và rồi điện thoại cứ đến cùng một nơi, cùng một người, cứ vậy nhiều lần. Họ đưa cho tôi số khác, thì đến người khác. Hoặc tôi quay lại người trực tổng đài vì điều gì đó, hoặc một người khác nhấc máy, rồi thì không nhận ra ai đang nói, nên cúp máy. Hoặc cứ nói, một mình họ nói và không để tôi nói với đại chúng, ví dụ như thế đó, vân vân. Hoặc máy vi âm không hoạt động. Nghiệp ha. Cho nên như thế này rất tốt và tự nhiên hơn. Dạ thưa sư phụ, nhất là tôi không bao giờ dùng máy nhắc chữ nào hay bất cứ gì như thế. Nếu tôi có thể nói chuyện khi nào sẵn sàng hay có cảm hứng thì có nhiều lực lượng hơn, năng lượng tốt hơn, không phải sao? Và rồi trong vài ngày hay trong một tuần hoặc khoảng đó, quý vị luôn có thể thông dịch và tạo một phong cảnh đẹp đằng sau tôi. Đôi khi và rồi chiếu tất cả ngôn ngữ cho mọi người xem, như vậy có lẽ tốt hơn. Tôi nghĩ cách đó. Tôi nghĩ không cần nói chuyện trực tiếp với họ nữa, như thế này cũng hầu như trực tiếp. Dạ phải, trong vài ngày họ sẽ thấy tôi, phải không? Và vì tất cả chúng ta đều là một, cho nên nếu quý vị thấy tôi thì cũng như họ thấy tôi. Không đúng ạ. Tiện lợi biết bao, quý vị cũng có thể ăn thay họ, phải không? Bởi vì nếu quý vị làm thành một chương trình thì cũng đẹp hơn. Quý vị thêm vào nhiều hình ảnh hơn, thêm nhiều thước phim minh họa.
giống như trước kia, nhiều lần họ chụp ảnh tôi bất kỳ nơi nào, và rồi khi họ in thành hình, ô hoặc vào băng hình, tôi chỉ đứng trên sàn trống, chỉ có bức tường đằng sau tôi hay gì đó. Và rồi khi vào băng hình, ôi chà, tôi có một lò sưởi với một ngọn lửa đang cháy, và các phòng đẹp, thật đẹp, có một sofa sang trọng, và bàn ghế bên cạnh đó hoặc bất cứ gì đó, căn nhà được trang trí đẹp mắt như một căn phòng sang trọng. Tối thiểu cửa sổ kiểu Pháp đẹp đẽ và những thứ khác nữa. Hoặc nếu tôi ngồi chỉ trong vườn đơn sơ, không có gì xung quanh, chỉ vài cây cối, thế mà khi họ làm thành một bức ảnh, tôi có đủ loại hoa xung quanh và chim hót líu lo, bất cứ gì. Nói về chuyện đó, hôm qua tôi thấy vài chú chim ngoài trời rất nhỏ. Ồ, rất nhỏ, nhỏ lắm. Đến nỗi tôi sẽ gửi cho quý vị bức hình đó. Có một bức hình hôm qua trên cây tre, uốn cong rất mảnh mai bên ngoài cửa sổ phòng tắm của tôi. Cửa sổ phòng tắm nhỏ, có lưới ngăn mũi. Vì thế bức hình có kiểu mô hình lưới trên đó, nhưng không sao, quý vị vẫn có thể thấy chim trên ảnh, và họ nhỏ xíu, nên họ thậm chí có thể đậu trên đó, và đậu trên cành tre bé nhỏ đó, uốn cong trong gió. Và hôm qua trời rất lạnh và rất nhiều gió. Ồ, tôi thấy họ và nói, trời ơi, tôi ước có thể cho họ ăn gì đó. Nhưng tôi không nghĩ họ biết gì. Có lần khác trước đây, tôi cho chim ăn, để một ít bánh mì ngoài trời. Không một chim nào ăn cả, cũng như trong nhà ở miền đất mới. Rất nhiều chim, nhưng họ không bao giờ đáp xuống vườn và ăn bánh mì. Họ không quen làm vậy. Tương tự mấy chú sóc, tôi để rất nhiều quả hạch bên ngoài trong cái hũ lớn, để họ có thể ăn. Cho tới khi ăn hết rồi, tôi không cần phải thay mới mỗi ngày. Họ chỉ đi ngang qua thôi, kiểu như đi trên ban công của tôi, đi ngang qua khối quả hạch lớn đó, đủ loại hạt sen đắt tiền, mà không hề nhìn vào bao giờ. Nhiều ngày, rồi tôi treo một bắp ngô tươi, họ cũng chẳng nhìn. Thế nên một ngày nọ tôi hỏi, tại sao các con không ăn quả hạch mà ta để ngoài đó? Tôi cũng để như vậy trước đây trong mấy nhà khác trên ban công và ngoài trời. Họ không hề đụng đến. Tôi hỏi sóc, tại sao các con không ăn, ta để cho các con mà. Và họ nói với tôi, chúng con không quen làm vậy, không quen. Có lẽ bởi vì không ai từng cho họ ăn trước đây. Nhưng trên ngọn núi kia, khi tôi cho ăn, mấy chú sóc hiểu liền. Họ đến ăn mỗi ngày, suốt ngày cho tới khi ăn hết. Rồi tôi để thêm các hạt mới. Tôi để tại những nơi khác nhau, một nắm ở đây, một nắm ở đó, để họ không phải tranh nhau hoặc xếp hàng chờ. Họ rất thích và rất biết ơn. Họ nói với tôi như vậy, và rồi họ thậm chí giúp tôi chỉ ra ai là người xấu đối với tôi. Tôi thậm chí nói thẳng với người đó, và người đó trả lời tôi, ồ, cảm ơn sóc ha. Trời ơi là sóc, sao lại nói điều như thế? Nhưng đó là sự thật. Thật, sự thật. Một số người có những loại phẩm chất khác nhau và cũng có nhân duyên khác nhau. Nếu họ là kẻ thù của quý vị trong kiếp trước thì rất khó để làm việc với họ. Quý vị có thể tha thứ cho họ, nhưng đó không có nghĩa là mối quan hệ của quý vị sẽ suôn sẻ. Họ sẽ tiếp tục làm những gì họ phải làm để làm phiền tôi, để quấy rầy tôi, để gây hại một chút hoặc gây hại lớn nơi nào đó, cũng có thể chết người. Nếu người đó không tốt cho quý vị, không hợp về tâm linh hoặc về nghiệp, họ có thể làm cho quý vị chết, có thể làm quý vị bị bệnh, bị thương hoặc gây tổn thương hay gì đó. Như câu chuyện tôi kể quý vị về người đàn ông và con rắn ở Á Châu, có lẽ Âu Lạc Việt Nam và Trung Quốc, những quốc gia như vậy, họ chọn vợ rất cẩn thận. Ở Ấn Độ cũng vậy, họ phải chọn tính tình tương hợp, họ không biết nhau. Họ không cần biết nhau, hầu hết đã được sắp đặt. Ngày nay họ vẫn làm vậy ở Ấn Độ. Hôn nhân được gia đình sắp đặt, chàng trai và cô gái không phải lúc nào cũng biết nhau trước. Ngày nay họ có thể từ chối, dĩ nhiên. Vào thời xưa họ không thể. Họ không thể từ chối nếu cha mẹ đã sắp đặt, họ chỉ phải đồng ý thôi. Cha mẹ của tôi cũng được sắp đặt, họ vốn không biết nhau. Tôi đã kể quý vị rồi, phải không? Mẹ tôi thậm chí nói với cha mẹ, anh ấy đen quá, ý nói nước da đen.
Ba tôi không trắng lắm, ở Á Châu, ở Âu Lạc Việt Nam, họ thích người có nước da trắng. Bởi vì chúng tôi không có da trắng, và nếu ai thích ở dưới ánh mặt trời thường xuyên, thì da không trắng nhưng da người Âu Châu. Cho nên ai có nước da trắng, họ rất được yêu chuộng, hâm mộ. Như vậy đó. Và ở Âu Châu thì ngược lại, nếu gì trông hơi rám nắng thì họ thích hơn. Và họ tiêu rất nhiều tiền đi tắm nắng, chịu đựng tất cả cái nóng đó và bỏng nắng hoặc gì đó, chỉ để nhìn rám nắng. Và khi về nhà mọi người sẽ nói, ồ quý vị đã đi nghỉ hè, da rám nắng quý hóa quá. Rồi thế thôi. Thôi chúc quý vị mọi điều như ý. Cảm ơn sư phụ. Để quý vị khỏe mạnh, vui vẻ, hầu có thể phục vụ thế giới tốt hơn. Hẹn gặp quý vị lần sau. Thương, thương. Cảm ơn sư phụ.